và đang điều trị thuốc uống. Mà khi mà hỏi thì bệnh nhân không rõ là bệnh nhân uống thuốc gì, chỉ biết là uống thuốc viên ở dưới tuyến tỉnh, không được đi khám thường xuyên. Và đợt này là vì lý do mà không mua được thuốc, giãn cách xã hội, người ta ngừng thuốc một tháng và người ta không có điều trị gì cả. À, trước trong cái quá trình ngừng thuốc ý và từ trước đến nay thì bệnh nhân cũng không có dùng thuốc nam, thuốc bắc hay dùng corticoid. Bệnh nhân không có tiền sử dị ứng thuốc và thức ăn và gia đình thì không có ai bị bệnh đái tháo đường. Khám thì bệnh nhân này là một cái bệnh nhân mà có cái BMI khoảng 21.3, và các bạn nhớ giúp cho cô với cái cân nặng là 60 kg, và bệnh nhân không có sốt. À, các cái da niêm mạc thì bình hồng, không có thiếu máu, không có kiểu hình cơ sinh, tuyến giáp không sờ thấy và cái dấu hiệu mất nước thì cũng không rõ ràng. Về khám bộ phận thì đối với tim mạch thì chúng ta lưu ý ở đây có một cái là người bệnh thì không có cái nghe cái tiếng bất thường gì ở tại vùng tim, và nhịp tim khoảng 70 chu kỳ phút và huyết áp là 150 trên 80. À, đều hai tay, không có hạ huyết áp tư thế. Các cái mạch ngoại vi như là mạch cánh tay, mạch mu chân, rồi mạch chạy trước chạy sau thì hai bên đều là rõ. Về khám phổi thì hoàn toàn bình thường. Riêng khám thần kinh thì bệnh nhân này có một cái phàn nàn là bệnh nhân có một cái triệu chứng tê bì, cảm giác kiến bò ở hai bàn chân, phản xạ gân xương thì có giảm và mất phản xạ gân gót ở cả hai bên, cảm giác nông giảm cảm giác nông ở hai bàn chân và cảm giác sâu thì bình thường. Khám bụng cũng bình thường, bệnh nhân không có tiểu bút rắt, không có gan lách không sờ thấy và đi tiểu thiết bãi, không bị cái cảm giác là tiểu ngắt quãng. Mắt thì có các cái biểu hiện của nhìn mờ hai mắt và các cái bộ phận khác thì hoàn toàn bình thường. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái các triệu chứng, các cái kết quả cận lâm sàng của người bệnh. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây cái công thức máu đúng không nào? Đó cũng bình thường. Đây là một cái bệnh án mà một bác sĩ của khoa chuẩn bị cho cô. Và đặc biệt thì chúng ta thấy cô có highlight in đậm, có các cái vấn đề như là đường máu rất là cao, 28.4, HB1C là 10,5%, ure creatinine là trong cái giới hạn bình thường, creatinine hơi thấp một chút, 55 micromol trên lít. Và cái men gan của người bệnh cũng bình thường, protein albumin máu bình thường, điện giải thì có cái natri là 131, hơi thấp một chút đúng nào. Và chúng ta thấy có cái bilan mỡ máu, anh chị và các bạn có thể nhìn thấy nhá. Có một cái rối loạn mỡ máu thì chúng ta sẽ đề cập đến ở phần sau. Về khí máu thì cũng bình thường, và nước tiểu thì chúng ta nhìn thấy có một cái là protein niệu là 0,5 gram trên lít. Đây là cái điện tim của người bệnh. Thế thì các anh các chị có thể đọc đúng không nào? Điện tim thì chúng ta thấy là bệnh nhân không có cái tình trạng thiếu máu cơ tim cục bộ và bệnh nhân nhịp xoang, không có các cái biểu hiện của nhồi máu cơ tim cũ. Chúng ta có thể nhìn thấy các cái xét nghiệm cận lâm sàng về chẩn đoán hình ảnh khác thì chúng ta thấy là hầu hết các cái siêu âm Doppler tim, Doppler mạch thận bình thường, và duy nhất chúng ta nhìn thấy bệnh nhân có cái vữa xơ động mạch cảnh rải rác và ở hai bên, và cái chỗ hẹp nhất là chỉ khoảng 30% khẩu kính ở động mạch cảnh đấy nhá. X-quang tim phổi thì bình thường và siêu âm bụng thì bệnh nhân có cái hình ảnh gan nhiễm mỡ. Bệnh nhân cũng được đo cái chỉ số huyết áp cổ chân cánh tay với cái huyết áp ABI bên trái là 1,09 và bên phải là 1,03. Và soi đáy mắt thì bệnh nhân có một cái bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn chưa tăng sinh. Đúng nhỉ? Thế thì ở đây với một cái bệnh cảnh bệnh nhân như vậy thì chúng ta thấy là các anh ấy chị có thể cho cô biết là tình trạng của bệnh nhân như vậy thì định hướng cho một cái chẩn đoán của bệnh nhân là gì, và chúng ta có cần phải làm các cái xét nghiệm gì hay không, thì anh ấy chị có thể cho cô, một vài anh chị có thể cho cô biết với cái bệnh án lâm sàng. Chúng ta có theo kịp được không nhỉ, nghe rõ cô nói không? Các bạn có nghe rõ cô nói không?
nghe rõ ạ. Chúng em nghe rõ quá ạ. Ok, thế thì với cái bệnh nhân như thế này thì chúng ta sẽ đặt một cái vấn đề là bệnh nhân này cô thì chỉ đưa ra một cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thông thường đấy, 69 tuổi, thì các bạn có thấy là mình có đưa ra liệu với một cái ca lâm sàng này thì các bạn có thể đưa ra cho cô một cái chẩn đoán được không? Một bạn nào đi nhỉ? Cô không phải chỉ nữa. Một bạn cho cô một cái thông số, một cái chẩn đoán đi. Không thấy giao lưu gì nhỉ? Thôi thì bây giờ cô đưa ra một cái chẩn đoán thì bây giờ bệnh nhân này là bệnh nhân đái đường tiếp 2, có tăng huyết áp, có rối loạn lipid máu, có biến chứng rất là rõ rệt là biến chứng đa dây thần kinh ngoại vi. Chúng ta thấy đủ chưa? Bệnh nhân còn cái gì nữa? Bệnh nhân còn biến chứng mắt ạ. À đúng rồi, bệnh nhân còn một cái biến chứng mắt. Thì bệnh án của bạn nội chú đưa ra, chúng ta thấy còn bệnh biến, không nói biến chứng mắt chung, chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân có một cái biến chứng võng mạc, đúng không nhỉ? Và biến chứng võng mạc chưa tăng sinh. Và chúng ta cần phải theo dõi thêm một cái biến chứng gì nữa, bạn cho cô biết. Dạ. Biến chứng thận ạ. Ok, biến chứng thận. Bởi vì cái biến chứng thận thì chúng ta thấy có cái gì mà em nghĩ là biến chứng thận? Dạ, protein niệu 0,5 ạ. Ok, có cái protein niệu 0,5 gram trên lít, đúng không nhỉ? Thế dạ vâng. Câu hỏi mà cô muốn giao lưu, bởi vì các bạn càng giao lưu nhiều và càng hỏi nhiều thì chúng ta càng học được nhiều. Và trong cái bài giảng này cô cũng nói luôn là chúng ta không chỉ có ở trên là sau đại học rồi thì cô sẽ chia sẻ những cái kiến thức thêm để cho các bạn có thể học được. Vậy thì theo ý kiến các bạn có cần hỏi và làm thêm các cái xét nghiệm gì ở trên bệnh nhân này không và vì sao? Cái chẩn đoán thì chúng ta sẽ phải bổ sung, đúng không nào? Chúng ta sẽ bổ sung thêm là cái biến chứng võng mạc và có cái biến chứng thận, theo dõi một cái biến chứng thận vì có cái protein niệu một mẫu là 0,5 gram, đúng không nhỉ? Giờ chắc là cô cứ mời một bạn nhé. Cô mời một bạn là mời bạn Anh đi. Anh hôm nay có ở đây không nhỉ? Đàm Thị Oanh có tham gia không? Rồi ok. Anh có không nhỉ? Thưa cô, hiện tại thì em chưa có đề xuất thêm xét nghiệm gì ạ. Uầy, có cần hỏi gì không hả Oanh? Anh có cần hỏi gì không? Bạn Oanh. À, thưa cô, em nghĩ là theo dõi một cái biến chứng mạch máu lớn nữa, tại vì là có cái siêu âm thì có cái sơ vữa mạch cảnh ạ. À, bệnh nhân có cái vữa sơ mạch động mạch, đúng không nào? Thế theo em có cần hỏi gì không? Thưa cô, hỏi xem bệnh nhân có triệu chứng gì về đau đầu không ạ? Vì sao lại hỏi triệu chứng gì về đau đầu? Có thể là cái sơ vữa nó gây ra cái đau đầu cho bệnh nhân ạ. Chúng ta được biết là trong cái phần Doppler mạch thì chúng ta thấy các cái hẹp có khoảng 30% nhiều nhất là 30% cái khẩu kính, đặc biệt là động mạch cảnh. Thế thì với cái can thiệp mà kêu là bệnh nhân bảo đau đầu thì các cái biểu hiện cũng nghĩ rằng là nó cũng không được rõ ràng đâu. Anh hiểu cô nói không? Vâng ạ. Theo các bạn thì còn cần gì nữa với các cái xét nghiệm mà các bạn thấy là bệnh nhân nghi ngờ như thế và bệnh nhân nam 69 tuổi thì các bạn cần phải hỏi cái gì nữa và cần phải chỉ định, phải tính toán thêm cái gì nữa nhỉ? Mời bạn Đặng Trọng Lập. Lập có đây không em? Lập có không? Lập có không nhỉ? Đặng Trọng Lập.
Mời bạn Đỗ Quân đi. Quân có đây không em? Thưa cô là em có. Ừ, cô cảm ơn. Vâng. Quân có ý kiến gì không? Thưa cô là với cái bệnh nhân này thì em muốn đề xuất thêm thứ nhất là bệnh nhân có protein niệu là 0,5 thì em muốn làm cái protein 24 giờ được không? À đúng rồi, bệnh nhân sẽ làm protein niệu 24 giờ. Đúng nhỉ? Thế còn có những cái gì mà em có thể phải đề xuất thêm vì nó liên quan đến cái vấn đề mình sẽ phải sau này, vì cái tiêu chí cuối cùng của chúng ta không phải ở đây khi mà làm học chuyên khoa 1, mà cái mục tiêu của cái bài giảng ngày hôm nay là cô muốn tiếp cận trên một cái bệnh nhân đáy tháo đường để các bạn đưa ra cho cô một cái chẩn đoán rõ ràng và cái mục tiêu, tiêu chí và cái tiếp cận cuối cùng của chúng ta là điều trị, đúng không? Thế thì em nghĩ là mình còn làm cần làm gì đúng không nữa không? Bệnh nhân nam này 69 tuổi này thì hỏi thêm về tiền sử có lạm dụng rượu. Có gì em? Có lạm dụng rượu. Ok. Uống rượu không đúng không? Vâng. Có nghĩ thêm được cái gì không? Thế thì cô xin mời một bạn nữ nữa nhé. Bạn Mai Anh đi. Đỗ Thị Mai Anh. Tổ 1. Khóa 24. Mai Anh có đây không em? Mai Anh có đây không? Mời bạn Mai Anh. Mai Anh có đây không em? Mai Anh nghe thấy cô nói không? Dạ có cô ạ. Ok, thế Mai Anh cho cô thấy là ngoài cái vấn đề mà các bạn chia sẻ thì em có muốn hỏi thêm cái gì nữa không? Em thưa cô thì ngoài cái biến chứng về thận thì hiện tại thì em chưa nghĩ thêm được gì của em ấy. Ok. Thôi được rồi, thế bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại cái bài cái ca lâm sàng này. Cô thì cô nghĩ rằng là có bạn một bạn nam đấy cũng có chia sẻ đúng không nào, chúng ta cần phải hỏi cái gì, cần phải hỏi xem thêm là bệnh nhân có hút thuốc lá không, đúng nhỉ? Bệnh nhân nam 69 tuổi thì em phải mà người ta làm ruộng thì xem bệnh nhân có hút thuốc lá không, cái lý do gì tại sao cô lại nói lại như vậy, vì chúng ta biết là bệnh nhân này là bệnh nhân nam giới mà ở nông thôn thì thường hay hút thuốc lá hoặc là thuốc lào. Và các bạn thấy là trong cái phần thành phần rối loạn lipid máu, lát nữa thì cô sẽ chia sẻ để chúng ta thấy có một các cái biểu hiện mà ở những cái người mà hút thuốc lá, thuốc lào rất hay gặp. Uống rượu thì là một bạn nam đã bổ sung rồi, bệnh nhân có thường xuyên luyện tập hay không, và như một bạn nam đưa ra là cái protein niệu 24 giờ và bắt buộc chúng ta phải hỏi, phải làm được thêm cái protein niệu 24 giờ ý. Và thêm mà nữa là chúng ta phải rất quan trọng ở bệnh nhân này với cái creatinine 55, nhưng với bệnh nhân nam 69 tuổi như vậy, bắt buộc các bạn phải tính được cho cô được cái mức lọc cầu thận, và cô đã tính cho các bạn theo công thức MDRD đấy, là cái mức lọc cầu thận 127. Với một cái mức lọc cầu thận như thế này thì chúng ta rất là yên tâm để chúng ta có thể đánh giá và sau này chúng ta có thể cho thuốc cho cái người bệnh, đúng không? Như vậy thì các bạn thấy là với một cái bệnh nhân mà mặc dù là được làm rất là kỹ rồi, nhưng mà có những cái mà chúng ta cũng vẫn cần phải xem xét để chúng ta sẽ cho cái người bệnh đánh giá để chúng ta xem làm sao có thể có cái chẩn đoán cũng như cái điều trị được rõ ràng. Vậy thì rõ ràng ở trên cái bệnh nhân này, cái mục tiêu điều trị của bệnh nhân là gì? Tiêu bắt buộc mà chúng ta thấy với một cái đường máu rất là cao như thế, thì cái mục tiêu đầu tiên mà các bạn có thể cho cô biết là chúng ta xem là chúng ta cần phải có cái mục tiêu gì trên bệnh nhân này, thì cô sẽ muốn nghe ý kiến từ phía các bạn. Các bạn cho cô biết đi. Thưa cô là em muốn trả lời câu hỏi này của cô. Thưa cô là với bệnh nhân 69 tuổi, bệnh nhân nam, hai nữa là cái vấn đề là bệnh nhân thể trạng còn khá là tốt,
và cái khả năng về nhận biết về thần kinh của bệnh nhân cũng rất là tốt. Ừ. Thế nên là bệnh nhân hoàn toàn có thể trong quá trình điều trị thì mình mà bệnh nhân cũng có biến chứng về theo dõi cái biến chứng thận này, biến chứng thần kinh ngoại vi, biến chứng mắt. Thế nên là cái mục tiêu kiểm soát đường huyết của em thì em nghĩ rằng là bệnh nhân này nên kiểm soát chặt. Kiểm soát đường huyết. Ok. Thứ hai còn cái gì kiểm nữa soát, ngoài kiểm soát đường huyết, hai nữa kiểm soát đường huyết, hai nữa là kiểm soát về huyết áp ạ. À, kiểm soát huyết áp. Vâng. Kiểm soát gì nữa? Kiểm soát về rối loạn mỡ máu ạ. Kiểm soát rối loạn mỡ máu. Còn gì nữa không em? Ba cái ý là đủ chưa? Nếu mà được cần theo dõi thì mình cần theo dõi cái gì? Quân nhỉ? Thưa cô là nếu mà cần theo dõi thì bệnh nhân này thì cần theo dõi về đường máu, đường về HbA1c mỗi 3 tháng. Vâng. Ok. Về theo dõi chức năng thận 6 tháng một lần. Vâng, và theo dõi sát những cái biến chứng. Quan trọng hơn theo ý kiến cô, cái quan trọng hơn cái chức năng thận, vì cái chức năng thận thì chắc chắn là chúng ta sẽ xem quan trọng hơn cái chức năng thận, ý thì chúng ta nghĩ là cái gì nhỉ? Cái protein niệu. Protein niệu. Đúng rồi. Cái protein niệu ý là chúng ta phải cân nhắc, phải theo dõi, bởi vì hiện nay thì trong cái bệnh nhân này mới vào viện được có 3-4 ngày, 4-5 ngày thì chúng ta chưa làm được cái protein niệu 24 giờ. Và bắt buộc chúng ta phải nên có cái protein niệu 24 giờ và chúng ta phải theo dõi cái protein niệu ý. Cái việc có quyết định cái protein niệu hay không thì nó sẽ quyết định cái vấn đề là chúng ta sẽ bệnh nhân có biến chứng gì về biến chứng mạch máu nhỏ. Rõ ràng là bệnh nhân đã có cái bệnh lý võng mạc không tăng sinh. Đúng không nhỉ? Và nếu theo dõi cái protein niệu như vậy thì có thể xác định được liệu bệnh nhân này có phải là cái bệnh lý cầu thận hay không, và đặc biệt một cái bệnh lý mà chúng ta rất hay gặp ở trên những bệnh nhân đái tháo đường type 2 mà có tăng huyết áp và có cả các cái bệnh lý vữa xơ mạch như thế thì là cái bệnh lý gì của thận nhỉ em nhỉ? Thường thì nếu mà bệnh nhân mà có tăng huyết áp và có đái tháo đường kèm theo thì thường có bệnh nhân có cái xơ hóa cầu thận ạ. À, bệnh nhân có xơ hóa tức là tổn thương cầu thận. Và vì thế cái việc mà cái chức năng thận cũng rất là quan trọng, đặc biệt là mức lọc cầu thận. Thì tuy nhiên chúng ta vẫn phải lưu ý đến cái gì? Đến cái protein niệu để chúng ta đánh giá, đúng không? Dạ, ok, vâng. Thì có rất nhiều các bạn cũng hỏi, cũng chắc là vào sau cho nên không biết cái HbA1c bao nhiêu thì các bạn sẽ phải, cô sẽ quay lại. Như vậy thì cái mục tiêu... Không cần, để cô làm tiếp. Cái mục tiêu điều trị của bệnh nhân này nhá. Thì ở đây thì cô sẽ đưa ra có các cái mục tiêu điều trị như là bạn Quân vừa mới chia sẻ. Thứ nhất là việc đầu tiên đối với cái người đái tháo đường. Đây là người đái tháo đường mà chúng ta gần như là không phải chẩn đoán phân biệt với cái gì cả. Thì đấy là chúng ta bắt buộc phải kiểm soát đường huyết là một này, kiểm soát huyết áp này, bắt buộc phải điều trị rối loạn lipid máu, và đặc biệt là một cái triệu chứng làm cho người bệnh rất là khó chịu. Đấy là điều trị cái biến chứng đa dây thần kinh ngoại vi. Còn đối với biến chứng thận thì bắt buộc chúng ta phải làm thêm các cái xét nghiệm, chờ cái protein niệu. Ít nhất chúng ta chỉ biết là có protein niệu rồi. Có làm protein niệu 24 giờ để xem là bệnh nhân có thực sự là có tổn thương cầu thận hay không. Và để ý thêm cái biến chứng mắt theo dõi định kỳ. Đối với biến chứng mắt ở những bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta sẽ phải định kỳ soi đáy mắt cho bệnh nhân khoảng 6 tháng một lần ở bệnh nhân đái đường type 2. Chúng ta sẽ đi vào cái mục tiêu đầu tiên, đấy là kiểm soát đường huyết. Thì cô sẽ lồng ghép cái phần bài giảng và chia sẻ với anh chị với những cái slide mà chúng ta có thể xem xét, đúng không nhỉ? Đối với kiểm soát đường huyết thì bắt buộc hoàng với cái khuyến cáo mới nhất 2019 cũng như 2020 đưa ra thì vẫn là chúng ta phải kiểm soát đường huyết dựa lựa chọn HbA1c theo cá thể hóa điều trị. Cái cá thể hóa này thì các anh chị có thể nhìn thấy cái HbA1c trung bình mà chúng ta phải đạt được, đấy là HbA1c khoảng 7% là trung bình. Và chúng ta sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn ở trên những cái đối tượng nào. Trên những cái bệnh nhân mà cái nguy cơ đối với cái bệnh nhân của bệnh nhân, ví dụ như các cái tác dụng phụ thuộc của thuốc hay tình trạng hạ đường huyết rất là thấp, thì chúng ta sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn cái thời gian bị bệnh. Những là ví dụ như bệnh nhân mới phát hiện
rồi cái thời gian sống kéo dài, thời gian tức là thời gian sống của bệnh nhân dự kiến sống là dài, và các cái bệnh lý mà phối hợp, ví dụ như các cái liên quan đến cái nguy cơ mà bị bệnh lý có thể tử vong thì rất là ít hơn, và bệnh nhân ít biết biến chứng mạch máu hơn, và ở bệnh nhân này thì có những cái nguồn lực để có thể kiểm soát được tốt. Thì tất cả cái năm cái yếu tố đầu tiên thì là những cái yếu tố mà rất là hay gặp thì bắt buộc chúng ta phải xem xét, và ngược lại chúng ta sẽ kiểm soát bệnh nhân ít chặt chẽ hơn nếu như bệnh nhân có các cái yếu tố. Những cái vấn đề này thì các bạn phải hết sức là lưu ý để làm gì, thì chúng ta có thể lựa chọn cho bệnh nhân một cái mục tiêu điều trị phù hợp. Vì ở đây thì các bạn thấy rằng là cái HB1C trung bình là 7%, khi mà chúng ta tiếp cận, và hoặc là cô tiếp cận với các bạn hoặc là hỏi chi thì hỏi, thì bao giờ các bạn cũng nói là cái HB1C chung là 7%, và chúng ta luôn luôn nói một cái mục tiêu tiêu chí điều trị chung ra, nhưng mà chúng ta không vận dụng được cái bệnh nhân của mình như thế nào để có thể vận dụng. Ví dụ như là bệnh nhân mà bệnh thời gian mà mắc bệnh quá kéo dài trên 10 năm, cái thời gian sống của bệnh nhân cũng không còn nhiều lắm. Ví dụ như một cái bệnh nhân mà 73 tuổi, thời gian sống không nhiều, bệnh nhân kèm theo các rất nhiều cái bệnh lý, thì chúng ta không thể nào kiểm soát chặt bệnh nhân chặt chẽ như là một cái bệnh nhân trẻ được. Đấy là cô đưa ra một cái ví dụ như thế, để chúng ta luôn luôn có một cái lưu ý trong đầu, đấy là bắt buộc chúng ta phải xem xét xem là phải cá thể hóa bệnh nhân điều trị. Thì đây là cái khuyến cáo mà các bạn có thể gặp trong rất nhiều trong các hội nghị hội thảo mà đưa ra. Bệnh nhân này chúng ta biết là một cái bệnh nhân thì khuyến cáo chung ấy thì cũng được kỹ hơn, thì chúng ta thấy với HB1C là dưới 7% và cái đường máu trước mao mạch trước khi ăn là dao động từ 4,4 đến 7,2 vẫn giữ nguyên như vậy, và đến năm 2020 cô vừa cập nhật thì vẫn giữ nguyên như thế này. Và cái đường máu mà mao mạch sau ăn, thông thường người ta đánh giá cái đường máu sau ăn khoảng 2 tiếng dao động khoảng là 10 mmol trên lít. Như vậy thì chúng ta luôn luôn nhớ cái tiêu chí này là tiêu chí chung, và chúng ta sẽ cá thể hóa cái người bệnh dựa trên cái tiêu chí này, dựa trên HB1C, dựa trên đường máu lúc đói trước bữa ăn, hoặc là cái đường máu sau bữa ăn. Có rất nhiều bệnh nhân khi mà đến với chúng ta, với cái bệnh nhân lớn tuổi thì luôn luôn phải nói rằng là tôi thử đường máu rất là thường xuyên. Thế thì bao giờ chúng ta cũng phải hỏi bệnh nhân thử đường máu vào thời điểm nào, và một cái lý do nhất là những cái bệnh nhân mà nông thôn ấy, thì rất ít khi kiểm soát đường máu, và đặc biệt là đa phần thì người ta thường là kiểm soát đường máu lúc đói. Như vậy nếu như các bạn thấy là một cái bệnh nhân mà chỉ thỉnh thoảng thử một cái đường máu lúc đó, thì cái việc mà đánh nói là có kiểm soát đường máu hay không ý, thì cô nghĩ rằng là ít có giá trị để đánh giá, đúng không nhỉ? Thế thì luôn luôn chúng ta phải lưu ý là nếu đã nói đến kiểm soát đường huyết, đánh giá kiểm soát đường huyết thì phải có 3 tiêu chí. Một là HB1C, hai là đường máu mao mạch trước khi ăn, và ba là cái đường máu mao mạch sau khi ăn khoảng 2 tiếng. Và người ta ở đây người ta cũng nhấn mạnh, có thể bạn nào đọc tiếng Anh được thì chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ nhấn mạnh rất nhiều các cái tiêu chí để chúng ta nới lỏng hoặc là chặt chẽ hơn. Và một trong những cái tiêu chí mà cô thấy rằng là rất là hay gặp đấy là bệnh nhân có bị hạ đường huyết hay không, thời gian mắc bệnh đái tháo đường như thế nào, có kèm theo các cái biến chứng, ví dụ như biến chứng mạch máu lớn hay là biến chứng mạch máu nhỏ, để chúng ta vận dụng vào cái bệnh nhân của chúng ta. Chỗ này thì chắc là các bạn đã được nghe rất là nhiều rồi trong các cái bài giảng của các thầy các cô. Tiếp theo nữa thì cô share với các bạn mục tiêu điều trị ở bệnh nhân lớn tuổi. Thì sao cô lại share như vậy? Thì vì rõ ràng bệnh nhân của chúng ta là bệnh nhân 69 tuổi, tức là đã bước sang cái tuổi bệnh nhân lớn tuổi rồi. Trong cái bệnh nhân lớn tuổi như vậy thì chúng ta sẽ có 3 cái mức của bệnh nhân lớn tuổi, đúng không nào? Lớn tuổi mà gọi là trẻ đấy, là trên 60 tuổi một tí, đúng không nào? Đấy. Và cái mức độ thứ hai là bệnh nhân cũng đã lớn tuổi hơn rồi và có kèm theo rất nhiều các cái bệnh lý đi kèm. Ví dụ như là bệnh nhân có thể có các cái bệnh lý về bệnh thận chẳng hạn, cô nói ví dụ như thế, bệnh nhân có thể có các cái bệnh suy thận mức độ vừa hoặc là mức độ trung bình. Và còn một cái cấp độ nữa là những bệnh nhân rất là già và bệnh lý thì vô cùng phức tạp. Cô lấy ví dụ như một bệnh nhân lớn tuổi khoảng 75 tuổi, bệnh nhân kèm theo các cái bệnh lý khác, ví dụ như là bệnh nhân có tai biến mạch não này, có bệnh nhân có các cái bệnh lý thoái khớp sử dụng rất là nhiều thứ thuốc này, rồi bệnh nhân có mức độ suy thận này,
và thường xuyên là bệnh nhân có cái tình trạng hạ đường huyết. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là ngay cả lớn tuổi người ta cũng chia làm ba các cái mức độ khác nhau. Và các cái mức độ này thì chúng ta sẽ tùy theo là cái thời gian sống của bệnh nhân có dài hay không, rồi thì bệnh nhân còn có tình trạng hạ đường huyết nhiều hay không, hay là bệnh nhân cái thời gian sống còn quá ngắn để chúng ta có thể có các cái lựa chọn các cái mức độ HbA1c khác nhau. Thì đây là cái mà các bạn phải hết sức lưu ý ở đây, bởi vì đôi khi chúng ta cứ đưa một cái mức độ chung chung, cô lấy ví dụ là bệnh nhân chung thì là 7% rồi, thế nhưng bệnh nhân này có thể là chúng ta sẽ lựa chọn một cái mức độ phù hợp. Và cái đường máu lúc đói thì người ta các bạn có thể thấy là cái mức dưới của cái đường máu lúc đói ở những cái bệnh nhân, ngay cả những cái bệnh nhân mà gọi là già, trẻ của già đi, thì chúng ta thấy cái mức độ đường máu lúc đói cũng thay đổi từ 5,0 đến 8,3. À, cô xin lỗi, từ 5,0 đến 7,2, cái mức dưới thay đổi. Và cao hơn nữa thì người ta nới lỏng cái mức lúc đói ở những bệnh nhân mà già hơn và có nhiều bệnh lý phối hợp hơn là từ 5,0 đến 8,3. Và nếu bệnh nhân quá phức tạp thì thậm chí ngay cả lúc đó người ta để một cái mức từ 5,6 đến 10, các bạn có thể nhìn thấy. Như vậy thì chúng ta luôn luôn phải nhớ những cái con số như vậy. Chứ một cái bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý phức tạp, đúng không nào, mà chúng ta lại để cho bệnh nhân ở một cái mức độ rất là hẹp, ví dụ như là theo cái khuyến cáo chung mà cô vừa đưa ra, ví dụ cái mức độ thấp của nó là khoảng trên 4 là 4,2 chẳng hạn, thì cái nguy cơ bệnh nhân hạ đường huyết sẽ cao hơn. Mà nguy cơ dễ ngã mà lại còn thêm hạ đường huyết nữa thì đôi khi bệnh nhân mà lại chẳng may mà lại gãy cái cổ xương đùi thêm khi ngã thì thực sự lúc này là rất là phức tạp, đúng không nào. Và ở đây các anh chị và các bạn em cũng có thể nhìn thấy là một cái đường máu rất là quan trọng, vì người ta lo ngại cái vấn đề với người lớn tuổi có thể bị hạ đường huyết vào ban đêm, thì người ta có thể check thêm một cái đường máu ngoài cái đường máu sau ăn, nới lỏng có thể lên từ 10 đến 11 mmol trên lít sau ăn 2 tiếng, thì người ta phải check thêm một cái nữa là cái đường máu gì ạ? Trước khi đi ngủ, anh em có thể nhìn thấy cái đường máu trước khi đi ngủ cũng dao động, và thậm chí ở những cái người mà lớn tuổi thì người ta có thể để cái đường máu mức cao nữa trước khi đi ngủ 11. Cho nên khi mà chúng ta mà đánh giá thì luôn luôn chúng ta phải xem cái người bệnh của chúng ta và cá thể hóa cái người bệnh này. Chúng ta nhìn sang bên cạnh cái cột bên cạnh nữa thì chúng ta thấy ngay cả cái mức huyết áp chúng ta cũng không nên để gọi là để quá thấp, đúng không nào. Và chắc chắn là các cái rối loạn lipid máu chúng ta cũng thấy là bệnh nhân cũng phải sử dụng các cái nhóm thuốc mỡ máu, và người ta cũng đưa ra các cái khuyến cáo cụ thể. Ví dụ như là các cái nhóm statin, rõ ràng ở các cái bệnh nhân lớn tuổi vẫn luôn luôn được lựa chọn nói chung và ở bệnh nhân lớn tuổi nói riêng. Thì đấy là cái tiêu chí điều trị mà cô nói thêm kỹ thêm về cá thể hóa cái mục tiêu chung và cái mục tiêu cụ thể như vậy. Vậy thì đối với mỡ máu tiếp theo thì chúng ta sẽ như thế nào? Thì nếu như các bạn được học trước đây thì chúng ta thấy rằng là cái mỡ máu ý nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào các cái yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ ở đây chúng ta sẽ chia ra làm rất nhiều các cái yếu tố nguy cơ. Ví dụ như yếu tố nguy cơ rất là cao, nguy cơ cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp, đúng không nào? Nguy cơ thấp là những cái bệnh nhân mà có cái mức độ mà LDL-C là khoảng là dưới 3 mmol trên lít là cái tiêu chí đối với nguy cơ thấp. Còn đối với nguy cơ rất cao, khi mà cái hiệp hội tim mạch châu Âu cũng như hiệp hội của Mỹ thì người ta đưa ra cái mức gọi là rất là cao mà chúng ta được học ấy, là LDL-C là khoảng dưới 70mg trên decilit, tức là khoảng 1,8mmol trên lít, tức là hoặc là giảm trên 50% cái mức mà ban đầu, cơ bản ban đầu. Và ở cái mức nguy cơ mà cao vừa, đây là rất cao, cao vừa, thì cái LDL-C chúng ta để cái mức là khoảng dưới 2,6mmol trên lít, đúng không nào? Tức là tương đương khoảng 100mg trên decilit, và nguy cơ trung bình nữa là dưới 3, và nguy cơ thấp cũng dưới 3. Vậy thì có cái gì mới trong những năm gần đây? Thì năm đến năm 2019 là cái, chúng ta thấy rằng là cái hiệp hội tim mạch học châu Âu cũng như là của Mỹ đồng thuận, thậm chí là còn hạ thấp thêm cái mức ở những cái nguy cơ rất cao. Đối với đái tháo đường thì các bạn có thể cho cô biết là bệnh nhân là yếu tố nguy cơ cao hay là rất cao?
không bạn nào để trả lời cả. Và chúng ta thấy là cái nguy cơ rất cao hiện nay, chúng ta thấy để thấp xuống tới 1,4 mmol/L, từ 1,8 xuống 1,4 thì cô sẽ cập nhật thêm với các bạn. Và thậm chí là nguy cơ cao lúc này thì lại đẩy xuống rất cao là xuống 1,4 rồi, đúng không nào? Nguy cơ cao là dưới 1,8. Và nguy cơ trung bình hạ thấp cái mức này xuống 2,6 và nguy cơ rất là thấp là dưới 3, đúng không nào? Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng cái trong cái mục tiêu mà đề cập đến mà để điều trị cái rối loạn lipid máu rồi luôn luôn chúng ta đề cập đến cái LDL-C rất là quan trọng. Và hạ thấp cái mục tiêu điều trị xuống như vậy. Và ngoài ra thì chúng ta thấy rằng ở những bệnh nhân đái tháo đường thì có thêm một cái mục tiêu nữa mà các bạn phải hết sức là lưu ý. Và những cái vấn đề này thì chúng ta sẽ đề cập đến khi mà chúng ta phân tích trên bệnh nhân, với là giảm cái triglyceride. Và cái mục tiêu cái triglyceride nói chung thì nên đặt với là dưới 1,7 mmol/L và tăng cái HDL trên 1,0. Như vậy thì chúng ta thấy trong những năm gần đây cái xu hướng người ta thấy là giảm LDL-C càng thấp càng tốt, đúng không nào? Thì để làm sao đặc biệt ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao. Vậy thì cái yếu tố nguy cơ cao ấy hay thấp ấy, thì người ta tính như thế nào? Thì thông thường theo cái thang điểm score của Hội Tim Mạch Việt Nam thì chúng ta sẽ tính theo gì? Theo lứa tuổi. Các bạn có thể nhìn thấy theo lứa tuổi, đúng không nào? Theo bệnh nhân này là bệnh nhân nam hay là bệnh nhân nữ thì chúng ta sẽ có tính cái score khác nhau. Bởi vì đôi khi trong các yếu tố nguy cơ tim mạch thì bao giờ người ta cũng tính thang điểm score. Ví dụ thang điểm này là các bạn có thể thấy là thang điểm mà tới cái thời gian tử vong trong khoảng 10 năm tới, dự đoán trong 10 năm tới là trên 15%, dưới 15% hoặc là thấp hơn nữa, thì chúng ta sẽ quyết định cái bệnh nhân này sẽ điều trị như thế nào. Thế thì tất cả những cái này hầu như là trong cái vấn đề lâm sàng thì chúng ta không bao giờ chúng ta để ý đến. Trên tuổi càng cao thì các bạn có thể nhìn thấy tuổi càng cao thì cái thang điểm score nó càng gì ạ? Cái mức độ tổn thương càng càng nặng, càng tính càng cao. Và bệnh nhân có hút thuốc hay không? Hay là bệnh nhân không hút thuốc? Đấy là cái mà bắt buộc chúng ta phải hỏi thêm. Hay là cái mức độ rối loạn lipid máu của chúng ta như thế nào? Hoặc là cái mức độ huyết áp tâm thu của bệnh nhân bao nhiêu? Như vậy người ta sẽ dựa vào tuổi này, người ta dựa vào nam hay nữ này, có hút thuốc hay không này, người ta dựa vào mức huyết áp tâm thu của người bệnh là bao nhiêu này, người ta dựa vào cái mức cholesterol toàn phần của người bệnh là được tính là bao nhiêu. Cô lấy ví dụ như là bệnh nhân nam của chúng ta, khi mà chúng ta check lại cái bệnh nhân này thì bệnh nhân là bệnh nhân có hút thuốc, bệnh nhân 69 tuổi thì chúng ta sẽ thấy rằng bệnh nhân ở cái mức độ với huyết áp tâm thu là 150 thì chúng ta thấy rơi loanh quanh khoảng từ 14 đến 15. Và cái mức mà cholesterol như vậy thì tính ra bệnh nhân này thậm chí là còn thấp hơn cả 15 nữa. Như vậy ở cái mức là gì ạ? Nguy cơ tim mạch làm sao ạ? Nguy cơ tim mạch cũng tương đối là rất là cao rồi đấy, đúng không nào? Chỉ có điều là bệnh nhân ít các cái biến chứng. Chúng ta thấy là có biến chứng vi mạch như các bạn đề cập, và cái biến chứng có tăng huyết áp và có vữa xơ mạch. Và sau khi tính như vậy thì chúng ta có thể nhìn nhận lại cái vấn đề là với xu hướng của các cái hiệp hội của châu Âu, bây giờ ESC người ta đưa ra thì rõ ràng người ta sẽ dựa trên rất nhiều các cái thang điểm. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy, nếu các anh chị biết tiếng Anh thì chúng ta có thể nhìn thấy bệnh nhân có đái tháo đường hay không đái tháo đường. Ví dụ như cô lấy với nguy cơ rất là cao, đúng không nào? Để gọi là đạt được cái đích điều trị của LDL-C là 1,8 thì chúng ta nhìn thấy bệnh nhân với cái thang điểm score như chúng ta tính khoảng từ trên 5% dưới 10% chẳng hạn. Và huyết áp tâm thu rất là cao, bệnh nhân có LDL-C cao trên 4,9 là bệnh nhân có tiền sử gia đình, có các cái nguy cơ bị cái bệnh lý rối loạn lipid máu có tính chất gia đình, hoặc bệnh nhân có cái mức lọc cầu thận khoảng từ 30 đến 59. Cho nên là cái việc mà tính mức lọc cầu thận nó cũng đánh giá cho các bạn biết được rằng là bệnh nhân là ở cái nguy cơ nào, hay là bệnh nhân đái tháo đường có tổn thương hoặc không có tổn thương cơ quan đích, đúng không nào? Thời gian mắc đái tháo đường trên 10 năm và có thêm rất nhiều yếu tố nguy cơ khác. Cô lấy ví dụ ngay như bệnh nhân của chúng ta là bệnh nhân 69 tuổi, đúng không nào? Bệnh nhân 69 tuổi chúng ta áp vào đây, bệnh nhân đái tháo đường, đúng không nào? Có tổn thương cơ quan đích chưa? Chúng ta bắt đầu thấy rõ ràng là bệnh nhân có gì ạ? Có gì rồi? Có bệnh nhân có biến chứng vi mạch, mặc dù các cái triệu chứng hạ đường huyết chúng ta không rõ ràng, đúng không? Và bệnh nhân có các cái yếu tố nguy cơ khác. Và một cái yếu tố nguy cơ ở đây mà cô check lại được, đấy là bệnh nhân có hút thuốc lá. Đấy.
bệnh nhân có hút thuốc lá và chúng ta nhìn thêm các cái yếu tố nguy cơ khác, chúng ta thấy bệnh nhân có các cái biểu hiện của rối loạn lipid máu, đúng không nào? Thì với cái thang điểm score như vậy thì cô nghĩ rằng bệnh nhân này là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao. Nó là rất cao thì cô nghĩ rằng là không có, chưa đến mức gọi là rất cao. Bởi vì nếu như rất cao là bệnh nhân có kèm thêm các cái bệnh lý, ví dụ như bệnh mạch vành, bệnh nhân có suy thận hoặc có bệnh lý khác. Như vậy thì chúng ta sẽ xác định dựa trên những cái mà cô cập nhật, thì rõ ràng là chúng ta xác định bệnh nhân của chúng ta chẳng hạn là một bệnh nhân có cái yếu tố nguy cơ cao vì các cái bệnh lý vữa xơ mạch. Và với các cái nguy cơ cao như vậy thì cái đích mà đạt được LDL-C chúng ta phải đạt được là 70. Cũng giống như đái tháo đường thì chúng ta sẽ có cái đích đạt được của gì ạ? Của cái bệnh nhân lớn tuổi với các cái mức độ đường máu lúc đói, đường máu sau ăn và đường máu trước khi đi ngủ khác nhau. Thì tương tự như vậy với cái bệnh nhân mà có rối loạn lipid máu thì chúng ta cũng cần phải đạt được cái LDL-C là dưới 70mg trên decilit, tương đương với khoảng là 1.8mmol/L. Em muốn điều trị gì thì điều trị, thì em phải có cái đích để đi đến. Nếu em không có đích đi đến thì thực sự chúng ta sẽ rất là khó khăn trong cái vấn đề điều trị. Quay lại cái mục tiêu kiểm soát huyết áp thì ở đây cô đưa ra, đúng không nào, cô đưa ra cho các bạn ba cái khuyến cáo, đúng không nào, khuyến cáo. Thì ở những cái bệnh nhân mà có mức độ, với bệnh nhân đái tháo đường có tăng huyết áp thì cái mục tiêu huyết áp cũng được cá thể hóa. Như vậy cả đái tháo đường, cả đường huyết, cả mỡ máu và ngay cả huyết áp bệnh nhân cũng được cá thể hóa tùy theo cái yếu tố nguy cơ tim mạch, tùy theo cái tác dụng phụ của thuốc tăng huyết áp và tùy theo bệnh nhân này là bệnh nhân thích hợp với cái mức độ huyết áp như thế nào. Và chúng ta thấy là với những bệnh nhân đái tháo đường mà có tăng huyết áp và có các cái yếu tố nguy cơ tim mạch cao thì cái mục tiêu huyết áp và cái nguy cơ tim mạch 10 năm của bệnh nhân là tính theo tăng điểm score là trên 15%, thì cái mức huyết áp của chúng ta để ở đây là 130/80. Còn đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ thấp hơn, tim mạch thấp hơn, đái tháo đường có tăng huyết áp thì chúng ta có thể để cái mức huyết áp là 140/90, đúng không nhỉ? Thế thì chúng ta luôn luôn phải nhớ về những cái khuyến cáo được cập nhật để chúng ta có thể mới nhất, để chúng ta có thể đặt cho bệnh nhân một cái mục tiêu điều trị. Đến cái đoạn về mục tiêu điều trị như vậy thì các bạn có hỏi gì cô không? Chúng ta giao lưu một tí nhé. Các bạn có hỏi gì cô không? Mời các bạn đi ạ. Không hỏi gì, có cái gì không hiểu không? Các bạn có gì không hiểu không? Nếu không hiểu là cô sẽ giảng tiếp nhá. Có thắc mắc gì không? Ok nhá. Để chúng ta sẽ đi tiếp này. Thì cô sẽ nói thêm một kỹ một tí về các cái yếu tố nguy cơ tim mạch cho các bạn. Người ta, các cái hiệp hội ở trên thế giới, người ta định nghĩa cái nguy cơ tim mạch do vữa xơ được định nghĩa là bệnh nhân có những cái gì? Có bệnh mạch vành, có bệnh mạch não, bệnh mạch máu ngoại vi và nguồn gốc có xơ vữa. Đôi khi các thầy các cô giảng rất nhiều về yếu tố nguy cơ tim mạch nhưng mà chúng ta không biết, hoặc là bệnh nhân có các cái biểu hiện của suy tim. Chính vì vậy mà các bạn thấy là trong các cái khuyến cáo gần đây thì người ta đặt vấn đề là bệnh nhân có cái nguy cơ tim mạch do xơ vữa hay không, có suy tim không, có suy thận hay không, để người ta sẽ lựa chọn các cái thuốc phù hợp. Vì vậy thì cô sẽ share ở trên cái bài giảng của mình những cái định nghĩa về nguy cơ tim mạch do xơ vữa để các bạn có thể rõ hơn, đúng không nào? Và cái nguy cơ tim mạch này thì các bạn luôn luôn phải nhớ tầm soát hàng năm ở trên những bệnh nhân. Ví dụ như ở bệnh nhân đái tháo đường thì có bao gồm có béo phì không, có thừa cân không, có tăng huyết áp, có rối loạn lipid máu, hút thuốc lá, hoặc là tiền sử gia đình bệnh nhân có các cái bệnh lý bệnh tim mạch sớm hay không, đặc biệt là bệnh lý mạch vành, hoặc là bệnh nhân có albumin niệu hay không. Chúng ta không bao giờ được để quên những cái vấn đề này, bởi vì nếu những cái vấn đề này mà chúng ta quên mất thì chúng ta sẽ không đặt vấn đề được là bệnh nhân có đưa ra được chúng ta được cái mục tiêu điều trị phù hợp. Thì ở đây cô share với các bạn một cái nguy cơ rất cao của cái hiệp hội tim mạch. Các bạn có thể nhìn thấy, ví dụ như là nguy cơ rất cao được đề ra là trên những bệnh nhân có các cái đối tượng sau bằng tiếng Việt, các bạn có thể dễ lưu ý. Ví dụ như bệnh nhân tim mạch được xác định gồm có tiền sử nhồi máu cơ tim này, hội chứng mạch vành cấp này, có tái thông động mạch vành này, hoặc là có các cái thủ thuật tái thông, hoặc bệnh nhân có các bệnh lý động mạch ngoại biên, đúng không nào?
người ta cho rằng những cái bệnh nhân này là nguy cơ tim mạch rất là cao. Như vậy nếu như một cái bệnh nhân đái tháo đường vào mà đã được có bệnh lý động mạch ngoại biên, có được, đã được đặt stent mạch vành thì những bệnh nhân này được coi là nguy cơ rất là cao, đúng không nào? Rồi bệnh nhân đái tháo đường có tổn thương cơ quan đích, ví dụ như có đạm niệu, đúng không nào? Có hút thuốc lá, có tăng huyết áp, có rối loạn lipid máu và thậm chí là cái mức lọc cầu thận cũng luôn luôn được đưa vào đánh giá xem là bệnh nhân có nguy cơ hay không, hoặc là tính thang điểm score. Còn với những bệnh nhân mà nguy cơ cao và rất cao thì chúng ta thấy bệnh nhân được nới lỏng hơn. Chúng ta thấy bệnh nhân, ví dụ như cô nói, ví dụ cái nguy cơ điểm score thấp khoảng từ 5 đến 10%. Đúng không nào? Tính theo với cái nguy cơ 10 năm bệnh nhân của cái bệnh tim mạch tử vong, hoặc bệnh nhân ở cái mức lọc cầu thận ở cái mức độ trung bình, rồi hoặc là huyết áp tâm thu thì là khá là cao, hoặc là mỡ máu, cholesterol toàn phần cao trên 8 chẳng hạn, hoặc có tính chất gia đình, tăng cholesterol có tính chất gia đình, hoặc là nguy cơ trung bình tức là thấp hơn. Thì đây là các cái tính nguy cơ các cái tim mạch. Nếu như các bạn không tính được cái thang điểm score thì chúng ta có thể dựa vào một vài các cái yếu tố của cái hội tim mạch, họ share ra về các cái phân loại các yếu tố nguy cơ tim mạch để chúng ta đánh giá. Như vậy thì trên một cái bệnh nhân đái tháo đường cũng được coi và là một bệnh nhân mà có cái yếu tố nguy cơ tim mạch cao, thì bắt buộc chúng ta sẽ phải xem xét xem cái bệnh nhân này là những vấn đề liên quan đến tăng huyết áp, liên quan đến rối loạn lipid máu, liên quan đến những bệnh nhân có suy thận hay không, có bệnh lý mạch thận hay không, vân vân, để chúng ta đánh giá. Chúng này chúng ta nắm được chưa nhỉ? Như vậy thì với một cái bệnh nhân mà đặt cái mục tiêu điều trị của chúng ta chỉ có được kiểm soát đường huyết này, kiểm soát rối loạn lipid máu hay là kiểm soát tăng huyết áp, và chưa cần nói đến các cái biến chứng khác, ví dụ như biến chứng mắt hay biến chứng thần kinh, thì chúng ta thấy riêng nói về tim mạch thôi thì chúng ta có rất nhiều các yếu tố mà các bạn phải lưu ý đến. Và cô đặc biệt nhấn mạnh liên quan đến cái biến chứng thận là chúng ta luôn luôn phải có một cái khái niệm, không tính đến cái vấn đề creatinine mà luôn luôn phải tính cái mức lọc cầu thận. Rồi thì chúng ta phải lưu ý đến bệnh nhân có albumin niệu không, rồi bệnh nhân có các cái bệnh lý liên quan đến bệnh lý tim mạch hay không. Bạn có hỏi gì cô không? Chúng ta dừng ở đây, các bạn có hỏi gì cô không? Vì trong cái bài giảng ngày hôm nay thì cô không có đặt vấn đề là chúng ta chẩn đoán xác định hay chẩn đoán phân biệt hay là chẩn đoán loại trừ, vì cái bệnh nhân này là cái bệnh nhân khá là đơn thuần. Còn nếu như bệnh nhân mà có nhiều bệnh lý phức tạp thì trong cái một cái buổi giảng như ngày hôm nay bệnh lý nội khoa đi vào thì cô khẳng định là các bạn sẽ không tiếp cận được, cho nên cô chỉ tập trung vào cái tiêu chí làm thế nào kiểm soát được đường huyết trên cái bệnh nhân đối tượng này, kiểm soát số lượng lipid máu như thế nào và kiểm soát huyết áp bao nhiêu. Các bạn có hỏi gì không nhỉ? Alo, có giao em được không? Dạ không ạ. Cô cho em hỏi chút ạ. Em hỏi đi. Hỏi ạ. Vâng. Ví dụ em có người nhà mà có, tức là huyết áp có mỡ máu thì hơi cao, LDL là 4, LDL cholesterol là 4.0, TRI là 2.3. Huyết áp thì theo dõi lúc đến viện thì cao, còn ở nhà theo dõi thì cao nhất là 140/90. Ngoài ra không có bệnh gì khác thì như vậy thì là đánh giá nguy cơ là thấp đúng không? Thì là cái mục tiêu LDL của mình như vậy là bao nhiêu ạ? Bạn lại quên mất cái bệnh nhân mà bạn chia sẻ, người nhà của bạn đúng không? Cô cũng nói vui một tí. Thì bạn phải có thông số ít nhất là nam hay nữ nhỉ? À, bệnh nhân, vâng, bệnh nhân nữ. Bao nhiêu tuổi? Bệnh nhân nữ. Hút thuốc không? Cô vừa nói rồi, có 5 yếu tố luôn là phải hỏi bệnh nhân có tiểu đường không? Đái tháo đường không? Bệnh nhân có các cái bệnh lý tiền sử gì không? Còn nếu như một cái bệnh nhân nam hay nữ em nhỉ? Bệnh nhân nữ 57 tuổi. À, bệnh nhân nữ 57 tuổi. Không có bệnh lý đái đường, chỉ có rối loạn lipid máu một tí, tăng huyết áp thì gì ạ? Thì dao động, theo dõi, đúng không nào? Bệnh nhân không có hút thuốc lá, 57 tuổi. Chắc chắn là cái tuổi này mãn kinh rồi, đúng không nào? Vâng, béo phì, có béo phì ạ. À, có béo phì. Như vậy thì chúng ta thấy áp vào thì chúng ta thấy rằng là với cái LDL-C của bệnh nhân là 4, còn bệnh nhân này là có thực hiện cái chế độ ăn không? Đúng không? Dạ có. Có thực hiện chế độ ăn. Em biết rằng là bệnh nhân khi mà mập phì, bệnh nhân có vận động không? Có vận động cơ ạ. Có vận động. Thế thì một cái vận động như thế với một cái bệnh nhân mập là mập ở mức độ như thế nào?
BMI khoảng 25-26 ạ. 25-26 thì đã phải gọi là hơi thừa cân, bắt đầu cái giai đoạn 1 của béo phì thôi đúng không, ở châu Á. Như vậy thì bệnh nhân vẫn đi lại tương đối tốt, 25-26 thì không có gọi là quá là mập phì đúng không nào. Bệnh nhân đi lại tốt thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải có tính toán là hoàn toàn bệnh nhân không có nhiều cái yếu tố nguy cơ tim mạch đi kèm đúng không. 57 bệnh nhân khá là trẻ thì được coi như là yếu tố nguy cơ tim mạch thấp đúng không. Như vậy thì tiêu chí theo cái gọi là mà chúng ta cô vừa chia sẻ thì theo em thì cái mục tiêu LDL-C là bao nhiêu? Thì dưới 3.0 ạ. À, dưới 3.0. Như vậy là ok rồi đúng không nào? Thế thì chúng ta sẽ áp theo các cái thang điểm này, chúng ta sẽ tự tính toán được. Và những cái mà cô chia sẻ đúng không nào? Thì chúng ta sẽ tự tính toán được trên bệnh nhân này sẽ sử dụng các cái nguy cơ gì. Đúng không? Được chưa nhỉ? Vâng. Cô xin lỗi, cô nghe điện thoại. Cô cho em hỏi với ạ. Cô đang nghe điện thoại mà bạn. Thôi rồi em hỏi đi. Tôi tưởng là cô đang bảo tắt điện thoại đi. Cô ơi cho em hỏi một chút ạ. Em có cái này thì nó có thể là nó hơi ngoài lề một chút. Em thực tế trên lâm sàng thì em gặp bệnh nhân vừa tuần trước là bệnh nhân mang thai tuần thứ 23. Thì có đường máu lúc đói là 6.3. Đường máu sau ăn 1 giờ là 12. À bây giờ thế này nhá. Trong cái phần bài giảng của cô này nhá. Thì cô sẽ đến cho đến đây thì các bạn không hỏi gì liên quan đến cái bài giảng. Thì cô sẽ trả lời luôn. Còn những cái câu hỏi như của em chúng ta sẽ để cuối giờ và sẽ giao lưu, cô sẽ trả lời tất. Vâng ạ. Ok nhá. Vâng ạ, vâng ạ. Trong phần bài giảng có chia sẻ gì không? Có hỏi gì không? Có hỏi gì không? Ok. Thế thì ta đi tiếp. Ta đi tiếp từng mục tiêu một để chúng ta tập trung vào cái bài giảng của mình. Để sau đây thì chúng ta phải biết là chúng ta đi đường như thế nào, đúng không nào? Thì quay lại, bắt đầu chúng ta sẽ đặt vấn đề với kiểm soát đường huyết. Khi mà nhìn lại các cái dữ liệu của bệnh nhân, đúng không nào? Chúng ta sẽ thấy cái bệnh nhân này là bệnh nhân đái đường type 2 trên 10 năm rồi. Bệnh nhân đã bỏ thuốc một tháng nay và có các cái triệu chứng của tăng đường huyết rất là nhiều, như là khát nước, như là gầy sút cân, như là mệt. Và cái đường huyết lúc vào chúng ta thấy là khá là cao, 28.4 mmol/L và HB1C là bao nhiêu ạ? Là 10.3%. Bạn thấy bệnh nhân này có một cái đường máu rất là cao. Thì với một cái đường máu cao như vậy, với một cái bệnh nhân mà khi tiếp cận đường máu rất là cao, bệnh nhân bỏ thuốc, bệnh nhân đái đường type 2, thì theo những cái khuyên cáo gần đây thì chúng ta sẽ làm gì trên những cái bệnh nhân này và chúng ta sẽ lựa chọn thuốc gì để điều trị? Thì cô có thể hỏi một vài bạn được không? Ok, các bạn có thể chia sẻ với cô không nào? Cô rất nhiều học trò ở đây nhá. Lý có đây không? Tôi nhìn thấy Lý ở đây không thấy nào. Nào, bây giờ cô mời một bạn nào. Chuyên khoa 1, 2, 3, có không? Bạn nào trả lời cô được không? Giao lưu đi để cô xem kiến thức như nào để cô còn dạy. Hà Thị Minh Trang, tổ 7 lớp chuyên khoa 1, nội. Cho cô biết nào. Trang hôm nay thì cô vẫn nói không? Nhiều bạn dùng iPhone quá. Trang hôm nay thì cô nói không? Hay là bài giảng cô khó quá không gọi được, không gọi được. Bạn Mai, Lê Thị Ngọc Mai có đây không? Thế là cô nói cô nghe rồi. Mai có không em? Có ạ. Chào cô ạ. Ok. Rồi, chào Mai. Theo Mai thì với những bệnh nhân cái dữ liệu đưa ra như thế thì mình sẽ nên lựa chọn thuốc gì? Với một bệnh nhân vào viện với tình trạng như này thì em sẽ lựa chọn đầu tiên đó là dùng thuốc tiêm cô ạ. Kiểm soát tiêm. Thuốc tiêm ạ. Thuốc tiêm. Thì kích như này thì em có dựa trên các cái khuyến cáo như thế nào không? Cái này thì em cũng không nhớ rõ các khuyến cáo như thế. Không nhớ rõ khuyến cáo. Thế tiêm thì là tiêm insulin đúng không? Ừ. Theo em thì tiêm insulin loại nào? Tác đồ như thế nào theo em?
Em thì khi mà bệnh nhân mới vào và mức đường huyết cao và HbA1c cao này thì em sẽ tiêm khoảng 3 đến 4 mũi một ngày ạ. Thì sẽ dùng insulin nhanh L cộng với cả nền ạ. Khoảng 3 đến 4 mũi một ngày. Vâng. Sau đó thì mình sẽ thử đường huyết và chỉnh. Thế thì nó phải có một cái luôn luôn nhá. Cô bây giờ cô nói với các bạn này, khi mà bệnh nhân mà chúng ta quyết định lựa chọn cái thuốc gì để điều trị thì luôn luôn chúng ta phải dựa trên các cái bằng chứng về mặt khoa học, chứ chúng ta không thể dựa trên kinh nghiệm. Cái này thì các bạn chuyên khoa 1 phải hết sức là lưu ý nhá. Chúng ta không thể dựa vào trên cái kinh nghiệm được. Thì bây giờ rõ ràng là chúng ta thấy bệnh nhân này có làm cái đái tháo đường đã nhiều năm rồi. Bỏ thuốc một tháng nay tức là bệnh nhân có cái tình trạng đường máu rất là cao, với các cái triệu chứng cả trên lâm sàng và cả trên xét nghiệm, thì rõ ràng chúng ta sẽ phải lựa chọn cái gì, đúng không nào? Thì trước hết nói về bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì cô sẽ nhắc lại cho các bạn là theo cái diễn tiến của cái bệnh nhân đái tháo đường, đúng không nào? Thì nếu như bệnh nhân đái tháo đường mà cái thời điểm mới phát hiện thì chúng ta thấy rằng cái tình trạng gọi là cơ chế sinh bệnh của người bệnh là cái tình trạng kháng insulin nó sẽ tồn tại trong suốt cả cái cuộc đời của người bệnh đái tháo đường. Và tại cái thời điểm chẩn đoán thì chúng ta thấy cái nồng độ insulin, đây là tiết insulin của bệnh nhân rất là cao. Và tại cái thời điểm thì thông thường những cái bệnh nhân này, cái mức độ bài tiết insulin và cái chức năng tế bào beta tại cái thời điểm chẩn đoán người ta nói rằng là đã phát hiện từ rất là sớm. Và cái đường cái anh tiết insulin nó cứ tăng dần ngay cả khi tiền đái tháo đường để nó thắng với cái tình trạng kháng insulin. Và chúng ta thấy ngay cả cái đường máu lúc đó cũng nằm thậm chí rất là thấp, mà chủ yếu là tăng là đường máu sau ăn. Và sau khi mà chẩn đoán đái tháo đường xong thì theo diễn tiến của thời gian, nếu chúng ta nhìn nhận nếu kháng insulin vẫn cứ tồn tại trong suốt cả cái cuộc đời của người bệnh thì rõ ràng là cái tình trạng mà tiết insulin chúng ta thấy cứ giảm dần, đúng không nào? Và đến khoảng trung bình khoảng 10 năm thì gần như là chúng ta thấy là không còn cái khả năng tiết insulin nữa, đúng không? Như vậy thì với cái bệnh nhân này 10 năm thì rõ ràng cái nhu cầu, cái khả năng tiết insulin của người bệnh về mặt diễn tiến tự nhiên thôi thì chúng ta thấy cũng là thấp đi rồi. Cái thứ hai là khi xem xét về các cái phác đồ điều trị của hạ đường, của điều trị đái tháo đường, thì đây là cái khuyến cáo điều trị đái tháo đường năm 2019. Ở đây thì cô có bản thân là cô có dịch ra thì các bạn có thể nhìn thấy luôn luôn là chúng ta thấy rằng là với áp vào trong cái phác đồ này thì chúng ta thấy là nếu như ở những cái bệnh nhân nước ngoài thì người ta sẽ xem xét bắt đầu phối hợp thuốc nếu như là đồng vật của GLP-1 receptor agonist phối hợp với lại insulin nền, hoặc là nếu như HB1C trên 10% và cái mục tiêu đường máu mà cái đường máu mà trên 23 mmol trên lít, lúc này chúng ta sẽ phải điều trị cái gì ạ? Lúc này chúng ta sẽ phải điều trị rất là nhiều mũi insulin để điều trị. Như vậy thì chúng ta phải xem xét lại cái khuyến cáo. Và khuyến cáo lúc này thì chúng ta sẽ đặt vấn đề là phải sử dụng rất khi mà HB1C rất là cao như vậy thì ngay lập tức là chúng ta phải sử dụng các cái insulin để điều trị cho bệnh nhân. Với cái insulin điều trị cho bệnh nhân thì thông thường người ta có thể sử dụng, muốn sử dụng được insulin thì chúng ta phải biết được các cái đặc tính của insulin. Ở những cái bệnh nhân đái, bệnh nhân nói chung thì luôn luôn chúng ta thấy rằng là ở những bệnh nhân đái tháo đường thì hoặc là bệnh nhân bình thường là có một cái loại insulin nền và có insulin trước ăn, đúng không nào? Để làm sao cái insulin nền để giữ cho người bệnh có một cái nền insulin và insulin trước ăn. Vậy thì cái tiêu chí của insulin nền là gì? Nó phải giống như insulin nền tự nhiên, tức là không có đỉnh tác dụng, tốt nhất là như vậy. Tất nhiên là ở các cái tuyến tỉnh thì chúng ta không phải lúc nào cũng có cái insulin này. Nếu không có thì chúng ta có không có đỉnh tác dụng, hiệu quả kéo dài 24 tiếng. Và cái insulin nền này thì ít cái nguy cơ hạ đường huyết, có thể dùng một lần trong ngày là tốt nhất và bắt buộc phải kiểm soát đường huyết có hiệu quả. Như vậy một cái insulin mà gọi là sinh lý và tốt cho bệnh nhân như vậy. Còn đối với insulin trước ăn thì chúng ta sẽ phải như thế nào? Nó phải mô phỏng được cái sự tiết insulin khi ăn, đúng không nào? Trước insulin khi ăn tức là khởi phát rất là nhanh, ăn vào một cái là phải có tác dụng ngay thì bệnh nhân mới có thể kiểm soát được cái đường máu sau ăn 2 tiếng. Khởi phát tác dụng ngắn, thời gian tác dụng ngắn, và nếu như cái tác dụng, thời gian hết tác dụng mà kéo dài thì bệnh nhân có thể nguy cơ bị làm sao ạ? Bị hạ đường huyết sau ăn. Cho nên với một cái insulin trước ăn tốt nhất, đây là cô đưa ra cái phác đồ tốt nhất là khởi phát nhanh, thời gian tác dụng ngắn,
và hạn chế được cái tác dụng hạ đường huyết sau bữa ăn nhá. Ví dụ như sau bữa ăn gần đến lúc buổi trưa mà chúng ta thấy bệnh nhân đói, tức là chúng ta phải xem xét lại là bệnh nhân của chúng ta sử dụng cái insulin trước ăn có phù hợp hay không, bệnh nhân ăn ít không, có thừa insulin không, liều insulin đủ chưa, đúng không nào? Như vậy thì khi mà chúng ta nắm được cái đặc tính của insulin như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn các insulin. Thì đây là một cái bảng mà cô tổng hợp cho các bạn về các cái loại insulin. Có cái loại insulin rất nhanh hay người ta còn gọi là insulin analog, đúng không nào? Thì có 3 loại, ví dụ như aspart, lulizin và lispro. Và cái loại này thì cô không biết là ở các tuyến tỉnh có hay không, nhưng mà ở đây thì ở Hà Nội thì cái việc này dùng rất là phổ biến và bắt đầu tác dụng rất là nhanh, đỉnh tác dụng khoảng từ 30 đến 90 phút và thời gian hết tác dụng trung bình là khoảng 4 giờ. Trung bình là khoảng 4 giờ. Đúng không nào? Còn insulin GGL là cái loại insulin mà các bạn dùng rất là nhiều ở các cái tuyến tỉnh đấy. Ví dụ như là humulin mà R hay là sercilin R, đúng nhỉ, các bạn hay dùng đúng không? Thế thì thời gian bắt đầu tác dụng sau 30 phút. Tức là bệnh nhân tiêm xong thì bắt buộc bệnh nhân phải chờ đến 30 phút sau bệnh nhân mới được ăn. Và cái đỉnh tác dụng khoảng là 4 tiếng và hết tác dụng trung bình ít nhất là khoảng 6 đến 7 tiếng. Như vậy thì nó khi so sánh giữa insulin analog và insulin người, insulin thường đấy, thì chúng ta thấy có một cái sự khác biệt rất là lớn khi mà chúng ta đặt vào đây. Cái loại tiếp theo là loại insulin trung bình mà các bạn sử dụng rất là nhiều. Và insulin người với cái NPH thì chúng ta thấy là cái bắt đầu tác dụng khoảng 1 đến 2 tiếng, đỉnh tác dụng trung bình, đúng không nào, là 6 giờ và thời gian hết tác dụng trung bình là khoảng 12 giờ, đúng không nào? Như vậy thì cái đỉnh, chúng ta thấy cái insulin NPH là cái insulin mà các bạn hay dùng, ví dụ Insulata của hãng Novo Nordisk hay là Humalin N, đúng không nào, của bên Lilly, thì chúng ta thấy luôn luôn là có một cái đỉnh tác dụng. Và với cái đỉnh tác dụng như vậy thì nếu chúng ta tiêm buổi tối cho những cái mũi bedtime thì chúng ta thấy là bệnh nhân có cái đỉnh tác dụng như vậy, thì chúng ta thấy cái nguy cơ bệnh nhân bị hạ đường huyết rất là cao. Còn đối với insulin tác dụng kéo dài, insulin tác dụng kéo dài mà chúng ta hiện nay chúng ta được biết đến như là Detecmia hay là Glargine thì hoàn toàn là không có đỉnh tác dụng và cái thời gian kéo dài tác dụng có thể lên đến 24 giờ. Và gần đây nữa thì chúng ta thấy có hai cái loại insulin mà các bạn sẽ được dùng và đã có rồi. Đấy là insulin Degludec và Glargine mà loại 300 sắp sửa chuẩn bị sẽ có. Thì có thể cái thời gian đỉnh tác dụng của insulin Glargine hay biệt dược là Toujeo đấy có thể lên đến 36 giờ. Và thậm chí là với Degludec thì thời gian kéo dài tác dụng của nó có thể là 42 giờ. Như vậy thì trong các cái loại insulin như vậy thì trong tay chúng ta có thể có cái loại này, có cái loại khác. Nhưng về mặt nguyên tắc thì chúng ta phải nắm được cái nhược điểm của các loại insulin. Ví dụ các bạn ở các cái tuyến tỉnh thì các bạn chủ yếu là sử dụng human insulin, tức là insulin người. Thì cái đỉnh tác dụng của các bạn luôn luôn là nhớ là humulin, các cái đỉnh tác dụng có, và luôn luôn là phải để ý bệnh nhân có hạ đường huyết nếu bệnh nhân tiêm vào buổi tối, hoặc là cái đỉnh tác dụng vào những khi mà chúng ta bắt đầu khởi tiêm thì chúng ta sẽ xem như thế nào. Tiếp theo nữa là một cái insulin mà thường là cái insulin GGL là các bạn hay dùng đấy, đúng không nào? Thì các bạn phải lưu ý bệnh nhân rất là hay có cái tình trạng hạ đường huyết và gì ạ, xa các cái bữa ăn, và cái đỉnh tác dụng của nó hơi bị xa, cho nên cái việc mà kiểm soát đường máu sau ăn của người bệnh sẽ gặp thực sự là khó khăn, đúng không nào? Thì đấy là cái điều mà chúng ta phải nhớ. Cái thứ hai là liên quan đến liều tiêm. Khi mà đã sử dụng insulin, chúng ta phải biết là liều tiêm là bao nhiêu. Cái liều tiêm thì ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 trung bình từ 0,3 đến 0,6. Tùy theo cái mức độ HbA1c, HbA1c càng cao, cái bệnh nhân của chúng ta, cô lấy ví dụ trên 10, đúng không nào? Trên 10, tức là khoảng từ 8 đến 10 thì chúng ta có thể lấy từ 0,4 đến 0,6 đơn vị. Và nếu như bệnh nhân này với có cái tình trạng tăng đường máu rất là nhiều thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái liều cao. Coi như bệnh nhân bỏ thuốc, có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu, đúng không nào? Và bệnh nhân gầy thì chúng ta sẽ phải bắt đầu từ cái liều thấp hơn so với bệnh nhân béo. Vì càng béo thì càng kháng insulin. Và rất may là bệnh nhân của chúng ta ở cái mức độ trung bình. Như vậy đứng trước một cái bệnh nhân mà chúng ta thấy rằng là sử dụng insulin thì về mặt nguyên tắc, cái người bác sĩ phải nắm được đây là chúng ta sẽ sử dụng insulin gì, nắm được các loại insulin chúng ta hiện có đang là cái gì, bắt đầu thời gian tác dụng là bao nhiêu, đỉnh tác dụng như thế nào, và cái thời gian hết tác dụng là bao nhiêu, liều insulin là bao nhiêu, thì lúc này chúng ta mới có thể quyết định cho bệnh nhân là chúng ta sẽ lựa chọn
cái insulin gì để điều trị. Này các bạn hiểu cô nói không nhỉ? Có hỏi gì không? Các bạn có hỏi gì không? Alo. Em thưa cô ạ. Ok. Em thấy cái phần bệnh nhân gầy và bệnh nhân béo ấy, cái phần này chúng em chưa hiểu lắm, cô có thể nói lại. À, bệnh nhân gầy tức là nếu như bệnh nhân quá gầy, ví dụ BMI của bệnh nhân có 18 thôi. Em hiểu cô nói không? Thì liều insulin khởi đầu của chúng ta phải rất là thấp. Nhớ chưa? Tại sao bệnh nhân gầy lại liều khởi đầu insulin lại phải thấp? Cô hỏi. Có thể là về cái tình trạng bệnh nhân gầy thì cái tình trạng kháng insulin nó sẽ không có nhiều. À, một là kháng insulin có nhiều. Thứ hai? Là em chỉ nghĩ vậy thôi ạ. Một, thứ hai là bệnh nhân gầy thì cái lớp mỡ dưới da của bệnh nhân làm sao? Mỏng ạ. À, mỏng. Lớp mỡ dưới da mỏng thì cái dự trữ, tất cả cái dự trữ mỡ ở tại gan, ở tại các cái tổ chức mỡ đúng không nào? Và các cái tổ chức cơ của bệnh nhân cũng ít. Đúng không? Vâng ạ. À, thì khi bệnh nhân mà hạ đường huyết thì nguy cơ có cao không? Nguy cơ sẽ cao hơn ạ. Ok, nguy cơ cao hơn. Và một cái nữa mà cô phải hết sức lưu ý ở những bệnh nhân gầy, khi mà em nói cái lớp mỡ dưới da mỏng như vậy thì cái việc mà em sử dụng insulin sẽ nguy cơ cũng còn cao hơn nữa. Nếu như mà em sử dụng các cái bơm tiêm insulin, đúng không nào? Cái bơm tiêm insulin thì có thể nếu như mà em không biết dùng thì mà em tiêm mà bệnh nhân mà không có các cái động tác đúng thì bệnh nhân có thể tiêm vào cơ. Và khi bệnh nhân tiêm vào cơ như vậy thì bệnh nhân có nguy cơ hạ đường huyết nhanh không? Dạ nhanh hơn. À ok. Bệnh nhân có cái hạ đường huyết nhanh hơn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng giữa một cái bệnh nhân gầy và cái bệnh nhân béo thì chúng ta phải lựa chọn rất nhiều các cái yếu tố để chúng ta phải hạ thấp cái liều xuống. Bạn hiểu cô nói không nhỉ? Dạ vâng. Ok. Em thưa cô là mình vẫn dựa trên cái HB1C và dựa cân trên thể trạng béo gầy để mình phối hợp với nhau ạ. Đúng rồi. Nắm được chưa? Cô lấy ví dụ như cái bệnh nhân này của chúng ta mà dù HB1C là 10% đi nhá, 10.3% và bệnh nhân gầy, bệnh nhân này BMI thì bình thường đúng không? Vâng. Nếu bệnh nhân gầy thì chúng ta sẽ phải đao cái liều từ 0.6, chúng ta phải thể chỉ bắt đầu bằng 0.3 đơn vị hoặc 0.4 đơn vị thôi. Bạn hiểu cô nói không? Dạ vâng, em hiểu rồi. Như vậy chúng ta phải tính được cái liều, chứ không phải là chúng ta ước lượng một cái liều được. Tất cả nó đều phải dựa trên nguyên tắc. Hiểu cô nói không? Có hỏi gì nữa không? Dạ không, em cảm ơn cô. Ok, các bạn khác có hỏi gì không? Chúng ta tiếp tục nhé. Không hỏi gì mà khi tí nữa là xong cô tắt máy là thôi đi nhá. Nào, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phác đồ của chúng ta. Trên bệnh nhân này thì là bệnh nhân đái tháo đường, bỏ thuốc 10 năm rồi. Và như cô nói là cái tụy nó không còn cái khả năng, rõ ràng là sử dụng thuốc viên nhiều năm không còn khả năng tiết insulin. Lúc này thì chúng ta sẽ phải có một cái phác đồ insulin khá là sinh lý. Các bạn có thể nhìn trên slide của cô, chúng ta thấy có một cái đường xanh này là insulin nền. Nếu như insulin nền sinh lý có nghĩa là gì? Luôn luôn là phẳng. Và có ba cái đỉnh. Cái ba cái đỉnh này là insulin của gì ạ? Của trước ba các cái bữa ăn. Đúng không nào? Đây là một cái người sinh lý bình thường là chúng ta phải như vậy. Như vậy đối với một cái bệnh nhân mà có cái bắt buộc phải sử dụng insulin nhiều mũi, ít nhất là 4 mũi một ngày, thì chúng ta sẽ phải sử dụng một mũi insulin gì ạ? Nền. Và 3 mũi insulin gì ạ? Vào trước 3 cái bữa ăn. Tại sao ở đây thì cô để rất nhiều các cái thuốc viên? Đúng không nào? Ở những bệnh nhân này theo đường tip 1 thì đôi khi bệnh nhân chỉ cần sử dụng các cái mũi insulin thôi. Nhưng bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 của chúng ta thì trong cái phần cơ chế sinh bệnh cô chia sẻ thì có cái gì vẫn cứ tồn tại thường xuyên ở những bệnh nhân này nhỉ? Tình trạng kháng insulin ạ. Tình trạng kháng insulin. Như vậy thì các cái thuốc mà để đánh giá để làm giảm bớt cái tình trạng kháng insulin của bệnh nhân có cần không? Chắc chắn là cần rồi. Chưa kể những bệnh nhân sử dụng insulin thì cái người bệnh sẽ ăn uống tốt hơn, thậm chí có người bệnh nếu như vì over cái liều insulin quá thì chúng ta có thể thấy rằng với những trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ, bệnh nhân sẽ ăn nhiều hơn, tình trạng tăng cân hơn và cái kháng insulin sẽ nhiều hơn. Thế bạn nào có thể cho cô biết với cái insulin nền này thì thông thường trung bình về mặt sinh lý thì insulin nền sẽ chiếm tổng bao nhiêu phần trăm của cái tổng liều insulin? Chiếm bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu phần trăm em? 30%. 30% à? Có ý kiến nào khác không? Em thì khoảng tầm 50% ạ. Ok, trung bình là khoảng 50%. Và
Và 50% còn lại là chúng ta sẽ gì ạ? Là của các cái insulin, của các cái bữa ăn. Cho nên là đấy là sinh lý. Như vậy, chính vì vậy mà trong các khuyến cáo khi mà chúng ta chia các cái liều insulin và các cái mũi insulin như thế này thì chúng ta sẽ có cái liều insulin analog nền chiếm khoảng từ bao nhiêu? 40-50% tùy theo nhá. Và cái liều insulin còn lại là 50% này, 50-60% chúng ta sẽ chia đều cho 3 bữa ăn. Ở đây chúng ta thấy là các cái đỉnh nhọn khác nhau. Ví dụ bữa sáng thì bệnh này ăn rất là nhiều, ví dụ như thế, thì chúng ta sẽ phải để cái mũi insulin không phải chia đều, mà chúng ta sẽ để cái mũi buổi sáng. Làm sao? Sẽ có thể nhiều hơn các mũi buổi trưa và buổi tối. Các bạn hiểu cô nói không nhỉ? Ok nhá. Thế thì quay lại cái bệnh nhân của chúng ta. Đây là bệnh nhân gì ạ? 69 tuổi, đúng không? Thế thì 69 tuổi và chúng ta được coi là xếp vào loại bệnh nhân trẻ của già đấy. Thế thì chúng ta thấy là bệnh nhân trẻ của già, và bệnh nhân này thì thực sự mà nói ít các cái bệnh lý mãn tính, cũng như là cũng có các biến chứng, như cái biến chứng này nó cũng không phải nhiều và cái thời gian sống của bệnh nhân còn dài. Và chúng ta nghĩ rằng là cô thì cô nghĩ rằng là các em thấy rằng là với những cái bệnh nhân như vậy thì trên cái bệnh nhân của chúng ta sẽ lựa chọn cái mục tiêu điều trị của bệnh nhân là như thế nào, là cái HbA1c tôi có thể đặt cái vấn đề từ 7 cho đến dưới 7.5% là có thể đạt yêu cầu, đúng không nào? Và cái đường máu lúc đói của bệnh nhân chúng ta nếu theo áp theo chúng ta có thể để từ 5 cho đến 7.2 và đường máu gì ạ? Trước khi đi ngủ có thể là từ 5 đến 8.3%. Đúng không? Nếu như chúng ta sợ cái nguy cơ bệnh nhân bị hạ đường huyết. Như vậy thì cho đến đây thì chúng ta đã xác định được cái phác đồ insulin để điều trị cho bệnh nhân trong cái đầu rồi, cũng như là cái mục tiêu tiêu chí điều trị của cái người bệnh. Mà trong cái mục tiêu 1 của chúng ta là kiểm soát đường huyết. Các bạn có hỏi gì cô không nhỉ? Nếu không hỏi là chúng ta sẽ next sang cái phần sau nhé. Hỏi không? Ok. Như vậy thì cô sẽ tính như bệnh nhân này là HbA1c là 10 đi. Và bệnh nhân khát nước rất nhiều và cô sẽ tính cái mức độ tổng liều insulin là 36 đơn vị. Và cô sẽ chia ra, đúng không nào, là 14 đơn vị là tiêm lúc 21-22 giờ, tất nhiên là chế độ ăn rồi, và 21 đơn vị là chia vào 3 bữa ăn cho nó gọn gàng, tức là mỗi bữa ăn cô cứ chia đều của bệnh nhân trong bệnh viện là 7 đơn vị, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái phác đồ điều trị, cô lấy cái phác đồ chuẩn nhất là chúng ta đang dùng cái insulin aspart với biệt dược là Novorapid là 21 đơn vị chia làm 3 lần, và insulin Lantus tức là insulin Glargine với biệt dược là Lantus thì sẽ tiêm 14 đơn vị lúc 21 và 22 giờ. Kèm theo đấy là chúng ta sẽ cho bệnh nhân một cái chế độ ăn. Đúng không nào? Quay lại, chúng ta sẽ xem xét cái đường máu của bệnh nhân trong 3 ngày. Trong 3 ngày thì chúng ta thấy cái đường máu lúc đói là khoảng từ 11, dao động từ 9, 10, 11. Như vậy là chúng ta thấy đường máu lúc đói đã đạt yêu cầu chưa? Chưa đạt yêu cầu. Các cái đường máu sau ăn chúng ta thì cũng còn khá là cao. Sau ăn sáng đến ngày cuối cùng thì là chúng ta có thể là gì ạ? Có thể là đạt được cái mức cho phép, đúng không nào? Và đường máu sau ăn trưa thì lúc đầu còn cao, về sau này sẽ là thấp. Như vậy thì chúng ta sẽ bước tiếp theo là chúng ta sẽ tăng liều insulin tiếp hay chúng ta sẽ lựa chọn các cái thuốc viên để điều trị phối hợp? Các bạn tăng liều không? Tăng liều nhá. Không trả lời. Các bạn có trả lời được cô không? Em nghĩ là mình tăng liều không? Tăng liều ạ. Hả? Em bảo sao? Có thể tăng liều lên một chút ạ. À, có thể tăng liều. Nếu theo em thì em sẽ tăng liều nào? Trước ăn sáng và trước ăn tối. Trước ăn sáng và trước ăn tối. Có bạn Trang chuyên khoa 24, chuyên khoa 124. Tăng lăng tớt cô ạ, chưa? Cô vừa mới chia sẻ ban đầu rồi, bệnh nhân này là chúng ta thấy là bệnh nhân tình trạng kháng insulin. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tăng liều thì nó sẽ có dẫn đến cái tình trạng gì? Bạn Trang chuyên khoa 124 thì bảo cô là thuốc viên cô ơi, ok. Cô phối hợp với thuốc viên ạ. Còn nếu mình okay, tiếp tục tăng liều thì nó sẽ gây ra kháng insulin sớm ạ. Bởi vì mình dùng tổng liều là 36 rồi ạ. Mình không dùng từ kháng insulin sớm. Mà mình dùng là nếu mình tăng liều thì cái nguy cơ cho bệnh nhân sẽ là gì? Sẽ là hạ đường huyết, đúng không?
đúng không nhỉ? Rồi thì bệnh nhân chúng ta sẽ thấy có thể lên cân. Thì trong các cái nhóm thuốc viên đường huyết này thì chúng ta ở đây thì cô tóm tắt làm các rất là nhiều nhóm, nhóm tăng tiết insulin có sử dụng không các bạn? Có sử dụng không? Không. Dạ không cô ạ. Ok, không sử dụng nhá. Là nó có bị tiếng vọng. Một bạn chưa tăng loa. Rồi, thứ hai nữa là cái nhóm thứ hai là tăng nhạy cảm insulin. Bạn nào chưa tắt loa thì tắt đi cho cô cho đỡ bị tiếng nó vọng. Tăng nhạy cảm insulin là như là bigwanit và nhóm TZD. Nhóm TZD thì gần như chúng ta không dùng nữa rồi. Thế có như dùng cái nhóm này không? Có dùng nhóm bigwanit không? Có. Ok. Thế chúng ta sẽ xem xét đến nhóm thứ ba là nhóm ức chế hấp thu glucose ở ruột, carbon hydrate ở ruột như là acarbose. Và nhóm thứ tư là nhóm mà tăng tiết insulin và glucagon. Thì chúng ta có sử dụng nhóm hai cái nhóm này không? Thì các em lựa chọn các nhóm thuốc là gì? Hoặc là thuốc mà để mà giảm thải, tăng cái thải đường ở ngoài nước tiểu, ở thận. Thì chúng ta sẽ sử dụng nhóm gì? Theo em, metformin cô ok. Nhóm gì nữa? Acarbo cũng được. Nếu chúng ta có SGLT2 không ạ? À, SGLT2 hả? SGLT2 cũng được. Bệnh nhân có biến chứng thận. À đúng rồi, bệnh nhân này có protein niệu, có biến chứng thận và có nguy cơ tim mạch gì khá là cao, chúng ta có thể lựa chọn SGLT2 phối hợp. Tuy nhiên khi lựa chọn SGLT2 phối hợp này thì chúng ta có thể nhìn nhận thấy là không phải chỗ nào cũng có thể có. Đây là một cái phương án lựa chọn rất là tốt. À, thì chúng ta có thể lựa chọn một cái lựa chọn cái phương án trung bình hơn và bệnh nhân ở các cái nơi mà có thể có bảo hiểm. Cô thì cô nghĩ rằng có thể lựa chọn thêm một cái nhóm gì ạ? Ức chế DPP4 ạ. À, lựa chọn thêm nhóm ức chế DPP4 để giảm thiểu cái đường máu do ăn và lại giảm tiết cái tăng đánh giá đỡ được cái nguy cơ bị hạ đường huyết hơn, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ tiếp theo, chúng ta sẽ lựa chọn trên bệnh nhân này. Một cái điều nữa mà cô muốn chia sẻ là trong các cái lựa chọn các nhóm thuốc viên phối hợp ý thì chúng ta sẽ xem xét là cái nhóm thuốc nào thì bệnh nhân có rối loạn lipid máu. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái nhóm thuốc nào nó có lợi hơn cho cái nhóm lipid máu. Thì ở đây cô đưa ra một cái bảng. Cô trích trong một cái tạp chí của Mỹ, chúng ta có thể nhìn thấy đây là ảnh hưởng glucose, giảm thuốc giảm glucose trên cái mức độ đường huyết. Thì chúng ta thấy ngay trên cái metformin khi chúng ta phối hợp vào, chúng ta thấy bệnh nhân có thể có giảm cái triglyceride và có gì ạ? Có giảm được cả LDL-C cholesterol. Và cái nhóm mà chúng ta định chọn, cô với em, các em định chọn là có thể giảm được cả cái triglyceride sau ăn, ví dụ như là ức chế DPP4. SGLT2 thực ra là chứng minh được rất là nhiều trong cái vấn đề mà giảm các cái biến cố tim mạch, nhưng nó hơi bị tăng nhẹ các cái gì ạ? Kéo LDL-C có trọng lượng phân tử gì ạ? Nhỏ và có cái lợi điểm là tăng HDL-C. Tuy nhiên thì mình cũng tùy theo người bệnh, nếu người bệnh này là quá thừa cân. Đấy, em biết là bệnh nhân là nông dân thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ là ít tiền rồi. Còn nếu không thì chúng ta có thể lựa chọn cho bệnh nhân thêm một cái là acarbose. Thì trong cái bệnh nhân này thì cô sẽ lựa chọn hai cái thuốc để có thể hỗ trợ thêm trong cái vấn đề mà giảm cái mà cũng rẻ tiền, đấy là metformin là đầu tiên này. Và chúng ta sẽ lựa chọn một cái viên thuốc phối hợp có thể là ức chế DPP4, đồng ý không nhỉ? Như vậy thì sẽ giúp thêm cho người bệnh rất là nhiều trong cái việc lựa chọn. Và cô sẽ cho bệnh nhân một cái viên Zanumet, đúng không nào? 50-500, uống 2 viên sau ăn trưa tối. Tại sao cô lại muốn như vậy? Bởi vì khi mà giảm liều như vậy thì chúng ta thấy cái ngày mùng 9, mùng 5 khi mà thêm thuốc vào thì cái đường máu sau ăn của bệnh nhân sẽ đi xuống nhưng vẫn còn tương đối là dao động do cái chế độ ăn của bệnh nhân. Và thậm chí ví dụ như sau ăn sáng của cái người bệnh và sau ăn tối của người bệnh là cũng xuống rất là tốt, so với đặc biệt là sau ăn tối của người bệnh xuống rất là tốt. Như vậy thì chúng ta sẽ thêm được hai cái viên thuốc này phối hợp với cái phác đồ insulin, vừa được cải thiện được cái đường máu, vừa cải thiện được cái đường máu lúc đói sau ăn, vừa cải thiện có đủ bằng chứng để chúng ta sẽ cải thiện thêm được cái gì ạ? Cái rối loạn lipid máu, đúng không? Và như vậy thì chúng ta sẽ phối hợp với cái phác đồ insulin mà chúng ta đã đưa ra.
Thế thì cái phác đồ insulin sau khi mà thêm thuốc viên như vậy thì chúng ta thấy có một cái điều gì mà chúng ta chưa đạt được yêu cầu ở đây? Các bạn nhìn thấy xem. Đường máu đói ạ. Ok. Như vậy cái đường máu đói chưa đạt yêu cầu thì chúng ta sẽ làm gì thêm? Tăng liều insulin nền lên cô ạ. À ok, rất là tốt. Làm gì bước tiếp theo? Chúng sẽ tăng liều insulin nền để đạt được mục tiêu đường máu lúc đói. Đúng không nào? Thế thì thấy rằng là điều trị bệnh nhân này dễ quá nhỉ? Có dễ không em? Có đủ bằng chứng không? Ok, như vậy thì cô vẫn giữ nguyên cái insulin Novorapid ở các bữa ăn và cô sẽ tăng 2 đơn vị. Đúng nào, insulin lăng tớt, tức là chúng ta sẽ tiêm 16 đơn vị insulin lăng tớt lúc 21 đến 22 giờ. Và chúng ta sẽ để kiểm soát đường máu lúc đói. Quay lại một chút là chúng ta thấy là khi mà kiểm soát được đường máu lúc đói và cái liều nền mà nếu chúng ta đạt được cái mục tiêu đường máu lúc đói rồi với cái liều nền như vậy thì và cái đường máu sau ăn thậm chí tiếp tục thấp xuống thì theo ý kiến các em là chúng ta có thay đổi lại cái liều insulin trước các bữa ăn không? Có thay đổi không? Câu hỏi. Tại không sao? Bởi vì khi mà đường máu lúc đói mà nó đã xuống rồi, vì cái insulin nền tăng lên là nó sẽ giảm dần xuống. Em hiểu cô nói không nhỉ? Cả cái đường máu sau ăn nữa. Nhá. Nắm được chưa? Cho nên là chúng ta nếu tốt nhất, nếu được, thì chúng ta tiếp tục giảm gì? Giảm cái liều insulin cho người bệnh là các insulin trước bữa ăn. Xin lỗi cô nghe điện thoại. Nào chúng ta tiếp tục nhá. Tức là cố gắng làm sao chúng ta không được over liều. Lúc đầu đường máu cao, rất là cao thì chúng ta có thể tăng liều cho, tính toán liều cho người bệnh. Khi phối hợp thuốc viên rồi mà người bệnh tốt rồi, thậm chí là các em có thể điều chỉnh tăng cái insulin nền lên, cái insulin ít có nguy cơ hạ đường huyết, thì chúng ta có thể tiếp tục là giảm cho bệnh nhân các cái insulin gì trước các cái bữa ăn. Đúng không nào? Xem các bạn chat cái gì đây. Có giảm liều ạ, cô đồng ý nhá. SGLT2 rất tốt, đúng không nào? Nhưng mà cô đã phân tích rồi thì chúng ta sẽ đi tiếp theo cái bệnh nhân này. Như vậy cái bước tiếp theo của chúng ta ở trên bệnh nhân này theo ý kiến cô là cái là nếu bệnh nhân có điều kiện thì chúng ta sẽ tiếp tục duy trì Zanumet. Chúng ta sẽ tiếp tục dùng gì ạ? Dùng các cái loại insulin khác, ví dụ như insulin lăng tớt. Chúng ta vẫn duy trì và chúng ta giảm bớt cái insulin Novorapid nếu bệnh nhân kiểm soát được máu tốt để đỡ cái nguy cơ hạ đường huyết. Bây giờ tiếp bước tiếp theo trong cái mục tiêu thứ hai mà chúng ta hai cô trò mình phải cần phải giải quyết đấy là điều trị rối loạn lipid máu. Thì trong cái điều trị rối loạn lipid máu này thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có một cái bệnh cảnh có một cái cholesterol máu toàn phần là 5,53. Cái triglyceride có cao không? Cao 2,26 trên cái mục tiêu điều trị. Và các bạn nhìn thấy đây này, cái HDL có thấp không? Rất thấp. Và cái LDL-C của bệnh nhân là 4,18. Đúng không nào? Như vậy thì bạn nào có thể cho cô biết là với bệnh nhân này của chúng ta, khi chúng ta đã phân tích như vậy, thì các bạn đưa ra cái mục tiêu điều trị rối loạn mỡ máu của bệnh nhân này là đạt được là bao nhiêu? Theo ý kiến các bạn nào? Giao lưu tí cho đỡ buồn ngủ. Có buồn ngủ LDL dưới 1,8. LDL dưới 1,8, HDL bao nhiêu em? Trên 1 ạ. Trên 1, ok. Triglyceride bao nhiêu? Dưới 1,7 ạ. Ok, như vậy chúng ta nắm được rồi nhá. Thế thì với bệnh nhân này thì chúng ta phải đặt vấn đề với cái bệnh nhân. Chúng ta sẽ lựa chọn và sẽ xem thuốc men như thế nào. Thì cô nhắc lại cái khuyến cáo về cái điều trị lipid máu của Hiệp hội Đài Tháo đường Hoa Kỳ mới nhất năm 2019. Chúng ta luôn luôn là thay đổi vào cái vấn đề nếu bệnh nhân mập phì phải giảm cân, tăng cường vận động và bắt buộc phải thay đổi cái chế độ ăn. Và đây cô nhắc lại này, nếu bệnh nhân có triglyceride trên 1,7 như là bệnh nhân này của chúng ta thì cái việc kiểm soát đường máu rất là quan trọng. Thì chúng ta biết là trong cái cơ chế sinh bệnh của cái rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường thì cái đường máu nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Cho nên chúng ta đừng nhìn vào cái triglyceride lúc này. Nếu triglyceride rất là cao thì chúng ta chỉ cần đối với bệnh nhân đái tháo đường mà hơi cao hơn một chút thì chúng ta chỉ cần kiểm soát cái đường máu lúc đó. Điểm kiểm soát cái đường máu chung là cái triglyceride của cái người bệnh và chế độ ăn đã có thể đạt được cái mục tiêu. Đúng không nào?
Và ở những bệnh nhân mà có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao và có thể là bệnh nhân có vữa sơ, thì những bệnh nhân này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái statin có cái cường độ cao để chúng ta điều trị, đúng không nào? Vậy thế nào là bệnh nhân này của chúng ta được xác định là bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao rồi. Bệnh nhân với những cái bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch trung bình, ví dụ như bệnh nhân không có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch đi kèm, mà bệnh nhân từ 40 đến 75 tuổi hoặc là trên 75 tuổi ở cái mức độ B, thì chúng ta có thể lựa chọn cái mức độ nguy cơ trung bình, cái statin có mức độ trung bình. Thì đây là các cái nhóm thuốc để điều trị, để cho các bạn có thể nhìn thấy một cái overview về các cái nhóm thuốc điều trị rối loạn lipid máu. Ở đây thì chúng ta thấy là cái nhóm statin là cái nhóm mà ức chế cái enzyme HMG coenzyme reductase, thì sẽ giảm được cái hiệu quả chính là gì? Nó sẽ giảm được cái gì? Nồng độ LDL-C từ 18 đến 55%. Và đấy là cái lý do tại sao ở trên những cái bệnh nhân đái tháo đường và trong các cái khuyến cáo thì người ta vẫn cứ mong muốn là gì ạ? Là sử dụng cái nhóm statin này để điều trị. Vì cái đích đạt được của LDL-C càng thấp ở những bệnh nhân yếu tố nguy cơ tim mạch cao thì càng rất là cần thiết. Tuy nhiên ở những cái nhóm bệnh nhân này thì chúng ta nhớ là khi sử dụng thì có thể làm tăng men gan, đúng là tăng CPK và có thể dẫn đến các cái tác dụng phụ là đến tiêu cơ vân. Và các cái dược chất mà chúng ta rất hay sử dụng có cái biệt dược là có các cái đuôi statin, ví dụ như là atorvastatin, pravastatin, simvastatin, lovastatin, fluvastatin và rosuvastatin. Và luôn luôn chúng ta phải nhớ, ở đây thì có bạn nào cho cô biết là trong các cái statin này hiện nay chúng ta đang rất hay sử dụng các nhóm statin nào không? Xem các bạn có nhớ không? Atorvastatin và rosuvastatin. Atorvastatin và rosuvastatin biệt dược là gì? Lipitor và Coretor. Không nhớ à? Không nhớ nào cô? Lipitor. Được. Cái hiện nay các cái thuốc mà hay dùng không dùng gemfibrozil nữa vì cái nguy cơ của bệnh nhân hay rất là cao. Người ta thường hay dùng ở đây là cái nhóm fenofibrat, đúng không nào? Fenofibrat, và chúng ta nhớ là bệnh nhân thường có các cái triệu chứng tác dụng phụ là táo bón, viêm cơ hoặc là sỏi mật. Cô sorry, cô nghe. Chúng ta tiếp tục nhé. Như vậy thì sau khi đã nắm bắt được các cái nhóm mục tiêu như này rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục xem là cái statin nào là statin có lựa chọn cường độ cao và cường độ trung bình. Chúng ta thấy rằng ở cái nhóm mà statin có cường độ cao là như bạn vừa chia sẻ với cô đấy, là cái mục tiêu LDL-C giảm đến hơn 50%, và cái atorvastatin và rosuvastatin được coi là gì ạ? Xếp vào cái loại gì? Rất là hàng đầu. Và cái mức độ giảm từ 30 đến dưới 50% nếu cần thì chúng ta có thể dùng cái mức độ ở cái hàm lượng liều thấp hơn, hoặc là chọn lựa các cái statin thấp hơn. Hoặc nếu thêm nữa thì chúng ta có thể sử dụng các cái statin cường độ thấp hơn nữa như là simvastatin, pravastatin hoặc là fulvastatin chẳng hạn. Ví dụ như ở cái bạn trong quá trình chia sẻ thì có một cái bạn cái người nhà của bạn thì bạn có thể dùng cho người bệnh, nếu như đã dùng đến mức mà gọi là kiểm soát đường cái mỡ máu mà chế độ ăn rồi mà không đạt yêu cầu, chúng ta có thể lựa chọn simvastatin chẳng hạn, có thể có cũng tương đối là rẻ để chúng ta điều trị cho người bệnh. Về điều trị tăng huyết áp thì cô đưa ra đây một cái khuyến cáo, đúng không nào? Chúng ta sẽ đạt được cái mong muốn đạt được cái đích ở trên bệnh nhân này là bệnh nhân có cái cường độ, có cái huyết áp là 150/80, đúng không nào? Và cái mức huyết áp ở đây theo như mà cái khuyến cáo như cô chia sẻ, cái mức huyết áp ở cái người bệnh này chúng ta có thể đặt là 130/80 đến khoảng 140/80. 140/90. Vì bệnh nhân lớn tuổi là chúng ta có thể đạt được cái mức đí, nhưng bệnh nhân này là ở cái mức mà bệnh nhân người già trẻ, đúng không nào?
Và chúng ta thấy rằng là với những bệnh nhân như vậy thì nhưng mà bệnh nhân này cô thấy là nếu như chúng ta làm cái protein niệu 24 giờ mà bệnh nhân có cái kết quả một mẫu là 0.5 gram mà kết quả bệnh nhân protein niệu 24 giờ mà lại 1 gram đi trong 24 giờ thì lúc này chúng ta sẽ lựa chọn đúng không nào? Cái mức độ huyết áp đạt được ở tiêu chí trên bệnh nhân này là 130/80. Như vậy cái mức điều trị trên bệnh nhân này từ 150/80 xuống thì đạt được là khoảng 130/140/80 thì cô nghĩ rằng cái này là phù hợp. Và chúng ta có thể nhìn nhận thấy theo cái khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ nếu bệnh nhân có albumin niệu hay là không có albumin niệu hoặc là cái mức huyết áp là bao nhiêu thì nếu huyết áp mà dưới 160/100 thì chúng ta chỉ cần bắt đầu với một loại thuốc thôi. Đúng không nào? Với một loại thuốc và với bệnh nhân có albumin niệu rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng gì ạ? Bắt đầu bằng hoặc là ức chế men chuyển hoặc là chạy thụ thể angiotensin, đúng không nào? Còn nếu như không đạt được yêu cầu thì lúc này chúng ta mới tiếp tục phối hợp các cái nhóm thuốc khác như là chạy kênh canxi hoặc lợi tiểu tùy theo cái mục tiêu hoặc là cái tiêu chí mà chúng ta chưa đạt được. Cô dặn ở đây là gì ạ? Khi mà chúng ta đưa ra, chúng ta lựa chọn cái thuốc nhóm thuốc gì, tất cả đều phải có khuyến cáo, phải có guideline, phải có dựa trên những cái có sẵn. Nhưng mà chúng ta không được dựa trên gì ạ? Kinh nghiệm, chủ nghĩa, đúng không nào? Nha. Thế bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cụ thể. Ở trên bệnh nhân này thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái thuốc điều trị rối loạn lipid máu. Như là bạn kia chia sẻ, chẳng hạn là atorvastatin là cái cường độ cao. Chúng ta có thể lựa chọn bệnh nhân từ 10-20mg. À quên, cô xin lỗi, 10-20mg một ngày. Nhá. Và cái thuốc huyết áp thì chúng ta có thể lựa chọn một trong hai nhóm thuốc. Tại sao cô để cái ibezapan là 150mg một viên một ngày? Ibezapan có bạn nào cho cô biết là biệt dược là gì không? Ừ? Không biết đúng không? Tại sao cô để ibezapan? Vì trong các cái nhóm mà ibezapan tức là biệt dược là Aprovel này. Ok, xem là bạn nào chat nào. Cô xem nào. Biết không? Nó cô nói ra rồi. Ok, rất là good, đúng không nào? Chúng ta riêng ibezapan này nó sẽ có gì ạ? Nó có một cái bằng chứng rất là tốt đối với bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng thận và có albumin niệu thì nó sẽ cải thiện được, hỗ trợ thêm được cái biến chứng thận. Như vậy trong các cái món ăn chúng ta chọn rất nhiều món ăn cũng giống như là khi chúng ta lựa chọn một cái nhóm thuốc viên hạ đường huyết thì chúng ta phải xem cái thuốc viên này cùng một lúc nó có lợi gì thêm cho người bệnh. Chứ đừng chúng ta, trừ khi bảo hiểm nó bắt buộc thì chúng ta phải chịu, đúng không nào? Thì chúng ta luôn luôn là lựa chọn những cái nhóm thuốc. Thứ nhất là nếu như mà bảo hiểm hoặc là bệnh nhân quá nghèo thì chỉ phải chọn cái thuốc rẻ thôi. Nhưng mà bao giờ chúng ta cũng lựa chọn thuốc của chúng ta là phù hợp với người bệnh, phù hợp với túi tiền người bệnh, phù hợp với sẵn có của các bạn. Nhưng luôn luôn đặt một cái vấn đề cô giải thích là chúng ta sẽ lựa chọn các cái thuốc nào có lợi thêm cho người bệnh. Cũng giống như là cô vừa phân tích với các bạn, là lựa chọn một cái nhóm thuốc viên điều trị đái tháo đường mà nó có lợi hơn cho cái rối loạn lipid máu là chúng ta luôn luôn phải đặt ra. Như vậy ở đây có, chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn. Một là ibezapan và hai là chúng ta có thể lựa chọn là peridoprin và biệt dược rất là quen thuộc với các bạn, đặc biệt ở các tuyến dùng rất là nhiều, đúng không nhỉ? Đúng không? Có biết là biệt dược là gì không? Tên của là gì không nhỉ? Bạn nào cho cô biết nào? Covaxin. Úi giời, đúng rồi. Ôi, sợ nhất là không nhớ tên gốc thôi. Đúng không nào? Chúng ta có thể lựa chọn. Cái bước tiếp theo mà ở đây cô muốn chia sẻ đấy là các cái điều trị các biến chứng thần kinh. Trong các cái biện pháp điều trị các cái biến chứng thần kinh ngoại vi ở bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta có 3 cái biện pháp. Vì cơ chế của cái biến chứng thần kinh đái tháo đường đấy là do tăng đường máu. Đúng không nào? Cho nên 3 cái biện pháp mà chúng ta lựa chọn, luôn luôn cái biện pháp đầu tiên là phải cải thiện đường máu. Thứ hai là cái biện pháp thứ hai là chúng ta sẽ ngăn chặn các cái con đường chuyển hóa của ảnh hưởng đến cái gì ạ? Ảnh hưởng đến cái biến chứng thần kinh, vì là cơ chế của cái biến chứng thần kinh. Và biện pháp thứ ba là điều trị cái giảm đau và điều trị triệu chứng. Ví dụ như bệnh nhân này có cái triệu chứng gì ạ? Tê bì hoặc là đau rất là nhiều ở ban đêm, chúng ta sẽ lựa chọn. Đôi khi mà cô hỏi đến các bạn mà điều trị cái biến chứng thần kinh ấy, thì bạn không có nắm được đâu là cái biện pháp nào là chúng ta cần thiết. Và ba cái biện pháp này sẽ tùy theo người bệnh.
Thì các bạn có thể cho cô biết là với cái việc kiểm soát đường máu sớm là cô và trò chúng ta đã đề cập rồi, thì các bạn có thể cho cô biết là với cái biện pháp mà ngăn chặn các cái con đường chuyển hóa bệnh lý của biến chứng thần kinh thì chúng ta lựa chọn nhóm thuốc gì được không? Thông dụng. Alo, ngủ gật hết rồi à? Các bạn có nghe thấy cô nói không? Không biết đúng không? Alo. Thế còn đi điều trị mà điều trị triệu chứng và điều trị giảm đau triệu chứng cho bệnh nhân thì sao? Lyrica. Lyrica, viết mỗi Lyrica. Tên gốc của Lyrica là gì nào? Pregabalin. À, pregabalin. Cho cô biết tác dụng phụ của pregabalin. Chóng mặt. Chóng mặt gì nữa em? Tụt huyết áp tư thế nhá. Đúng nhỉ? Thế thì còn cái mà đơn giản hơn thì mọi khi cô cứ hay thấy là các bạn hay cho vitamin gì? Cho vitamin B để nuôi dưỡng thần kinh. Các vitamin nhóm B, và đặc biệt là các vitamin nhóm B thấy cho rất nhiều. Có cái hay gì mà các bạn hay cho ở các tuyến tỉnh? Nhóm vitamin B1. B1. Không phải, trong các nhóm B thì rất phải, đối với những bệnh nhân này, chúng ta thấy là có rất nhiều các cái nhóm thuốc B, các nhóm B, thì trong đó thì chúng ta phải luôn luôn đề cập. Có bao giờ biết cái tên Neurobion không? Hả? À? Là 3B. Có không ạ? Là 3B, B1, B6. À, đấy, các loại vitamin nhóm B chứ không phải là B1, đúng không nhỉ? Cho nên là khi mà đề cập đến cái gì là chúng ta phải biết, thì bây giờ cô mới xem nhá, cái biến chứng. Đây này, chúng ta nhìn thấy cái tăng đường máu nó có thể qua rất nhiều các cái con đường chuyển hóa, nó dẫn đến là nó làm tổn thương các cái mạch máu nuôi thần kinh, hoặc là làm tăng các chất oxy hóa, hoặc là làm tăng các cái sản phẩm tận của quá trình đường hóa, và nó tổn thương các cái sợi thần kinh và các bao myelin. Và vì thế người ta sẽ đưa ra các cái gì ạ, các cái thuốc nhóm để ức chế các cái, ví dụ các cái nhóm thuốc ức chế Andoreductase để tạo sorbitol, hoặc là các cái nhóm thuốc mà chúng ta rất hay dùng, ví dụ như là nhóm thuốc để làm tăng cường cái giảm các cái quá trình oxy hóa như là alpha lipoic acid hay là gamma lipoic acid, đúng không nào? Nên các bạn có thể cho các cái nhóm thuốc này đều có thể được, hoặc là nó cải thiện các cái sợi thần kinh của người bệnh. Hoặc là chúng ta sử dụng các cái nhóm thuốc để làm giảm bớt các cái sản phẩm tận quá trình đường hóa. Tuy nhiên cái nhóm này thì ít thông dụng, mà cái nhóm mà chúng ta hay dùng rất nhiều. Và một cái nhóm nữa mà trong cái chúng ta hay đề cập đến là cái nhóm vitamin nhóm B nhá. Và chúng ta có thể là Neurobion dùng rất nhiều biến chứng thần kinh, hoặc là Metincoban nó tập trung vào các cái cải thiện và nuôi dưỡng của các cái sợi thần kinh. Thế còn trong cái điều trị các cái bệnh lý đa dây thần kinh lan tỏa thì chúng ta có thể có các cái nhóm điều trị giảm đau, đúng không nào? Ví dụ như hiện nay FDA người ta hiện chỉ chấp thuận ba cái nhóm thuốc trong điều trị giảm đau, mà như các bạn vừa chia sẻ với cô, các bạn chia sẻ một cách hú họa thôi, có khi đôi khi các bạn cũng chẳng biết. Ví dụ như là pregabalin hoặc là duloxetine hiện nay là chưa có, hoặc là tabetadol, tức là cái nhóm thuốc giảm đau thần kinh. Thế còn ngoài ra thì tùy theo cái cá thể, chúng ta có thể lựa chọn các cái thuốc chống trầm cảm ba cơ vòng, hoặc là gabapentin, hoặc là các cái nhóm thuốc khác, hoặc là người ta ở nước ngoài thì người ta sử dụng các cái capsin mà bôi tại chỗ để cho bệnh nhân đỡ. Thế thì chúng ta biết xe lại. Rồi cho nhìn mặt đi để còn hỏi. Nhìn mặt thì yêu cầu các anh chị phải bật lên. Thôi không cần, cho chúng nó hỏi. Đây, này đây đúng không?
Nào, thì bây giờ chúng ta có cái đơn thuốc điều trị hiện tại, các bạn đã nhìn rõ chưa nhỉ? Alo. Rõ rồi ạ. Alo. À, như vậy thì sau khi mà cô phân tích như vậy thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ có cái đơn thuốc cho người bệnh, đúng không nào? Và nếu các cái bước tiếp theo thì chúng ta có thể giảm liều cái insulin Novorapid này, chúng ta vẫn giữ nguyên Lantus này, cho Zanumet này, nào, cho Ibezapan này, cho Lipitor này và Lyrica như là các bạn chia sẻ thì uống vào buổi tối. Và hàng ngày chúng ta sẽ thử cái đường máu để chúng ta kiểm soát cái insulin. Và đặc biệt là như ban đầu cô chia sẻ là chúng ta vẫn phải theo dõi cái huyết áp, chờ đánh giá cái albumin niệu. Sau khi có cái albumin niệu như thế thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Thì đây là một cái bệnh nhân đái tháo đường type 2 phải nói là vô cùng là điển hình. Và chúng ta thấy cái việc mà để tiếp cận, để đưa ra một cái đơn thuốc thì như là cái bài của cô phân tích thì chúng ta phải có các cơ sở dữ liệu, có các khuyến cáo, có các guideline và bắt buộc chúng ta phải đọc, chúng ta phải thuộc tên thuốc nhá. Chứ không thể nào cho một cách kinh nghiệm chủ nghĩa được. Ok. Như vậy là bài của cô đã đưa ra đến cái kết quả cuối cùng là cái đơn thuốc. Các bạn có hỏi gì cô không? Alo. À, thưa cô. Alo, xin chào các bạn. Các bạn hỏi gì cô không? Thưa cô, cho em hỏi cô ạ. Thưa cô là cô giảng thêm cho chúng em, cô giảng thêm cho chúng em một chút về cái biến chứng thận. Cái con đường mà để chẩn đoán cái biến chứng thận được không cô? Bởi vì là chúng em cũng tìm hiểu tài liệu nhưng mà thực sự cái chỗ đấy bọn em vẫn chưa hiểu rõ lắm. Thì những cái tiêu chuẩn bây giờ trên bệnh nhân này chưa hiểu rõ, em chưa hiểu rõ về cái gì, về cơ chế hay về gì. Thưa cô là cái vấn đề về xét nghiệm ấy, thì cái vấn đề về tiêu chuẩn mà có cái biến chứng thận là có cái tiểu albumin trên 300mg trên ngày và liên tục làm lại ít nhất 2 lần trong vòng 3 đến 6 tháng. Hai là có giảm huyết áp cầu thận, và ba nữa là có tăng huyết áp kèm theo đấy. Đấy là screening nhá, tức là tầm soát biến chứng thận thì người ta phải nên tầm soát albumin niệu ngay tại thời điểm chẩn đoán, đúng không nào? Và nếu như được xác là bị là biến chứng thận, tức là khi là em làm albumin niệu ăn microalbumin niệu ở vào dương tính là như thế nào, từ 30 đến 300mg hoặc là trên 300mg albumin niệu, tức là lúc này đã xuất hiện albumin niệu đại thể rồi. Bạn hiểu cô nói không? Như vậy nếu xuất hiện microalbumin niệu ở hai lần liên tiếp cách nhau, khi bạn làm hai vài thời điểm, nhưng khi bạn sử dụng, bạn xét nghiệm cái microalbumin niệu này, bạn phải đảm bảo cho cô hai tiêu chí. Một là cái microalbumin niệu này phải hoàn toàn là chính xác, tức là bệnh nhân không có nhiễm khuẩn, không có tiểu máu, không có bị những cái vấn đề gì nó làm cho nhiễu cái microalbumin niệu của bạn, tức là bệnh nhân không có các cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu, hay là bệnh nhân tiểu máu, hoặc ở nữ giới thì đang trong chu kỳ kinh nguyệt thì chúng ta phải tránh. Sau đó thì bạn có thể dùng rất nhiều mẫu, bạn lấy có thể lấy một mẫu nước tiểu vào buổi sáng thì chúng ta sẽ định lượng cái microalbumin niệu trên các cái trên cái creatinine niệu. Nếu như mà 30 đến 300, đúng không nào? Và hai lần liên tiếp trong 6 tháng thì lúc này chúng ta sẽ xác định bệnh nhân này là gì ạ? Là bệnh nhân có microalbumin niệu, tức là có bắt đầu có biến chứng của cầu thận. Bạn hiểu cô nói không? Nhá. Thế còn nếu như bệnh nhân này mà chúng ta lại soi đáy mắt mà chúng ta thấy có bệnh lý võng mạc tăng sinh và có tổn thương võng mạc thì chúng ta lại càng chắc chắn cái tổn thương thận này là tổn thương gì, nguyên nhân do gì? Của tiểu đường ạ. Vâng, thưa cô, nhưng mà với những bệnh nhân này khi làm xét nghiệm nước tiểu thường quy đã có protein niệu 0,5g đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Tức là đã có albumin niệu đại thể rồi. Dạ vâng. Thì chúng ta cái albumin niệu đại thể này rồi, chúng ta phải xác định lần thứ hai là chúng ta, cho nên ở đây cô trong cái phần chẩn đoán cô chỉ nghĩ là theo dõi biến chứng thận vì bệnh nhân có albumin niệu đại thể. Bạn hiểu cô nói không? Dạ vâng. Chúng ta sẽ phải làm lần thứ hai nữa. Nếu vẫn tiếp tục có albumin niệu đại thể thì chúng ta sẽ làm tiếp cái bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phải làm gì? Protein niệu 24 giờ. Vâng. Nắm được chưa? Ok. Bạn nắm được chưa nhỉ?
Bạn nào hỏi gì nữa không? Dạ, okay. Em đọc câu ạ. Cô cho em hỏi đấy ạ. Giới thiệu tên tí. Em đọc câu ạ. Em hỏi đi, cô đang nghe đây. Em được cô cho em hỏi ở cái bảng điểm score ạ. Vâng, ở cái bảng điểm score ấy, thì có những bệnh nhân là đã hút thuốc lá nhưng mà đã bỏ thuốc lá từ 10 đến 20 năm nay rồi ấy, thì mình có tính là bệnh nhân hút thuốc lá không ạ? Bệnh nhân có hút thuốc lá tức là đã có tổn thương rồi. Đó, được coi là vẫn đang xếp vào một nguy cơ cao. Mặc dù là bệnh nhân có bỏ thuốc nhưng mà tất nhiên là cái vẫn được tính là bệnh nhân có hút thuốc lá chị em. Vâng ạ, em cảm ơn cô ạ. Okay. Cô cho em hỏi với ạ. Mời em hỏi với ạ. Vâng, lúc em đặt lúc trước em đặt câu hỏi về bệnh nhân phụ nữ đang mang thai mà có tăng đường máu ấy ạ. Thì đường máu lúc đó có bệnh nhân đường máu lúc đó bệnh nhân là 6.3, đường máu sau sau bọn em làm dung nạp đường huyết ấy, thì sau ăn sau test sau ăn là 1 giờ là 12 ạ. Và sau ăn 2 giờ là 10 ạ. Thì cô đưa ra cho em cái để tư vấn chế độ ăn cũng như là có thể là dùng có nên dùng insulin cho bệnh nhân như thế này không ạ? Và tư vấn cho bệnh nhân như thế nào để... Là như thế này nhá. Bệnh nhân này thì đường máu rất là cao. Bạn đã được làm HB1C chưa? HB1C của chị này là 6.7 cô ạ. 6.7 cao rồi, đúng nào? Vâng ạ. Cái quyết định đầu tiên là em phải xác định bệnh nhân này là đái tháo đường, tức là chưa đủ cái sau ăn 1 tiếng của bệnh nhân là 12, nhưng nếu sau ăn 1-2 tiếng của bệnh nhân mà là cũng là 11 chẳng hạn thì bệnh nhân này chắc chắn là bệnh nhân này là đái tháo đường. Đúng nào, ở đây đái tháo đường được phát hiện khi mà bệnh nhân mang thai. Còn ở đây nó lại trung gian, nó lại nó là nằm trong giữa cái đái tháo đường thai kỳ và cái đái tháo đường mang thai. Thì cô nghĩ rằng là với cái bệnh nhân này thì việc đầu tiên em vẫn phải chế độ ăn cho người bệnh đã. Em hiểu cô nói vâng không? Vâng ạ, vâng ạ. Nhá. Và bệnh nhân đó, ví dụ bệnh nhân này có hội chứng bùng trứng đa nang chẳng hạn, tức là nguy cơ rất là cao, thì chúng ta phải cân nhắc là trong vòng, bởi vì trên 6, đến bệnh nhân 6.7 có nghĩa là bệnh nhân đôi khi là đã có cái chỉ định dùng insulin rồi. Nhưng nếu trong vòng chế độ ăn mà bệnh nhân vẫn kiểm soát được đường máu tốt trong vòng 1 tuần liền hoặc là 5 ngày liền mà chúng ta thấy các cái con số đường máu người ta vào được cái mức độ cho phép. Còn nếu như mà không vào được cái mức độ cho phép mà còn trên 20% cái số mà em lần thứ mà đường máu nó cao hơn cái ngưỡng cho phép, thì lúc này bệnh nhân cao vào thời điểm nào thì chúng ta sẽ phải gì? Sẽ phải điều trị insulin vào thời điểm ý. Đúng rồi, phải tiêm insulin. Cô lấy ví dụ như là insulin mà cao vào cái thời điểm mà sau ăn 1 tiếng, đúng nào, vẫn trên 11, đúng không? Vâng. Thì lúc này sẽ phải tiêm insulin vâng cho bệnh nhân nhá. Em nắm được chưa? Vâng ạ. Vâng ạ. Ok. Dạ, em thưa cô. Em ơi. Vâng, em là Hải, cao học K28. Em hỏi một chút. Em hôm có nay cao học cũng học à? Vâng ạ, em có lịch, em thấy được có lịch học của cô đây là em và em tham gia cùng. Ok. Cô cho em hỏi đi. Hai câu ạ. Câu thứ nhất là với bệnh nhân này mình đang dùng bốn loại thuốc hạ đường huyết, bao gồm hai loại thuốc tiêm và hai loại thuốc uống. Thì trong quá trình nằm viện thì sau đó bệnh nhân ra viện thì em thấy HB1C vẫn khá cao, có nghĩa là mình vẫn nên duy trì thuốc tiêm. Nhưng mà em muốn hỏi cô là mình nên duy trì những thuốc gì và có phải cắt bớt thêm thuốc không hay là vẫn giữ nguyên bốn cái thuốc này. Và câu hỏi thứ hai của em là cô có kinh nghiệm điều trị về cái biến chứng tê bì thần kinh có liên quan đến việc dùng vitamin B12, tiền chất vitamin B12, cobalamin hay là cái thuốc chống stress oxy hóa như là glutathione không ạ? Vâng, em cảm ơn cô. Ok, hai câu hỏi nhá. Câu đầu tiên là chúng ta có nên sử dụng bốn cái mũi tiêm insulin hay không? Tại sao cô lại phải dẫn dắt bệnh nhân này là đái tháo đường type 2 10 năm và cái cơ chế sau 10 năm thì bệnh nhân có còn tiết insulin hay không? Thì rõ ràng cái tụy của bệnh nhân này chúng ta sẽ xác định với nhau là bệnh nhân này sẽ không làm được, không thể cái tụy sẽ không còn làm khả năng làm việc được nữa. Tuy nhiên nếu mà chúng ta tiếp tục mũi insulin này thì thực sự là không ơi, mà nó gửi chị. Alo. Có gửi ai nhỉ? Bạn nào mà nhà ở tổ 5 chuyên khoa 24 đóng giúp của cô kì. Alo.
Đề nghị bạn Bùi Thu Nhài tổ 5 chuyên khoa 24 nhé. Mình sẽ tắt camera và tắt mic nhé. À, cô nhắc lại này, nếu như mà chúng ta để 4 mũi insulin như này lâu dài sẽ rất là khó, thì chúng ta có thể là giảm bớt cái liều insulin 4 mũi đi. Và thậm chí sau này, bạn Nhài có không? Bạn Bùi Thu Nhài tổ 5 chuyên khoa 24 tắt cho cô cái camera và các cái mic đi. Nếu ồn quá. Bạn nhài đâu nhỉ? Bạn nào là có điện thoại bạn nhài, bảo bạn nhài tắt cho cô ấy đi. Mặt trên đời còn tắt quá. Cấm dớ quá. Bây giờ cô nói tiếp này, chúng ta sẽ giảm bớt cái liều insulin cho người bệnh. Và thậm chí nếu như bệnh nhân vẫn kiểm soát được tốt nữa thì chúng ta có thể chuyển cho bệnh nhân sang 2 mũi insulin hỗn hợp chẳng hạn. Bạn hiểu không nhỉ? Nhá. Và chúng ta vẫn tiếp tục phối hợp với insulin, với thuốc viên cho người bệnh. Nhá. Thế còn chuyển hết toàn bộ sang thuốc viên thì cô nghĩ rằng không được. Nhá. Em thưa cô ạ. Đầu tiên này. Dạ, em muốn hỏi luôn ạ. Với cái liều mà mình đang dùng là 36 đơn vị, vậy thì sau khi lúc ra viện ấy thì mình sẽ kê xuống giảm liều là còn bao nhiêu ạ? À, giảm liều bao nhiêu là tùy theo cái đường máu. Em, bạn hiểu cô nói không nhỉ? Ví dụ hôm ban nay cô đã nói rồi, ví dụ như là cái liều lăng tớp mà bệnh nhân luôn luôn là giữ nguyên này, thì chúng ta nếu đường máu lúc đó đạt được cái mục tiêu cho phép rồi, đường máu sau ăn giảm được tốt rồi, thì chúng ta sẽ đao cái liều Novorapid xuống. Cô lấy ví dụ là 555 nhá. Sau đó đao cái liều lăng tớp xuống còn là 12 chẳng hạn. Bạn hiểu cô nói không? Dạ. Và giữ nguyên thuốc viên, sau khi bệnh nhân vẫn kiểm soát tốt đường máu như vậy thì chúng ta tiếp tục giảm thấp hơn. Giảm thấp hơn ví dụ như là 3 lần 4 và giảm 10 đơn vị, thì sau chúng ta sẽ còn là khoảng 22 đơn vị. Với 22 đơn vị như vậy thì chúng ta có thể chuyển cho bệnh nhân sang 2 mũi insulin mix để cho đỡ bệnh nhân đỡ tiêm, đỡ phức tạp, phối hợp với Zanomet chẳng hạn, 2 viên nhá, uống sau ăn trưa hoặc sau ăn tối. Bạn hiểu cô nói không? Dạ vâng. Nắm được chưa? Thế còn liên quan đến cái vấn đề mà điều trị các cái nhóm thuốc ức chế oxy hóa, ví dụ như glutathione, thì cô nghĩ rằng là nếu bệnh nhân có điều kiện thì bệnh nhân có thể dùng tương đối là tốt. Nếu như trong những đợt cấp, thậm chí người ta có thể dùng với cái tình trạng truyền, hoặc là với các cái nhóm thuốc mà có chứa vitamin B12 là chúng ta có thể dùng. Nhưng mà cân nhắc là chúng ta vừa dùng, chúng ta vừa đánh giá theo dõi về cái giá thành, thì metinoproban thì cô nghĩ là cũng không quá đắt. Nhưng đối với glutathione thì tùy, chúng ta có thể dùng hỗ trợ cho người bệnh, dùng thêm được, không sao cả nhá. Anh hiểu cô nói không? Em muốn hỏi thêm một chút thôi ạ. Ở cái liều như cô nói là giảm liều, nhưng em vẫn chưa hình dung được là khi bệnh nhân vẫn ăn với chế độ ăn như vậy thì cái việc mình giảm liều thì có sợ đường huyết tăng trở lại không ạ? Nếu bệnh nhân tăng trở lại thì bắt buộc là cô đã nói rồi, em phải thử cái đường máu sau ăn và thử đường máu lúc đó để em điều chỉnh cái liều insulin chứ. Bạn hiểu cô nói không? Nhá. Còn nếu như em giảm liều lên mà đường máu tăng lại thì em vẫn phải giữ nguyên cái liều cũ này. Dạ. Hiểu cô nói chưa nhỉ? Em hiểu rồi. Ok. Em cảm ơn. Nhá. Thưa cô, cho em hỏi một chút. Ừ, hỏi đi. Thưa cô là... ở tuyến tỉnh của bọn em ấy, thì cái những cái thuốc mà SGLT2 hoặc là GLP1 ấy, thì bọn em không có để dùng. Bệnh nhân thì hầu như là chỉ có mỗi thuốc SU hoặc là metformin và insulin tiêm thôi ạ. Thì với những bệnh nhân mà tuổi người ta còn cũng tầm 70 75 tuổi, nhưng mà cái đường huyết người ta uống những thuốc đấy kiểm soát rất là thấp, thế thì có, thưa cô là em muốn hỏi thêm là có cái phương tiện nào để theo dõi là cái ngoài xét nghiệm cái chức năng của tụy để chúng em có thể điều trị insulin sớm cho bệnh nhân để có thể kiểm soát tốt cái đường huyết hơn nữa không ạ? Bởi vì insulin thì chúng em cô nói luôn nhá, cô nói luôn là em chỉ có SU, có metformin thôi đúng không? Dạ vâng ạ, mấy cả insulin ạ. Vâng.
với cả insulin. Bây giờ cô nói chia sẻ luôn này, nếu SU và metformin mà không đạt được yêu cầu, mà bệnh nhân này làm cái bệnh nhân đái tháo đường đã tương đối nhiều năm rồi, từ 5 đến 6 năm rồi, đúng không nào? Mà bọn em đã tăng liều SU và metformin đến liều tối đa rồi mà không đạt yêu cầu, hiểu không? Thì lúc này chúng ta sẽ phải lựa chọn insulin. Cô nói luôn, không định lượng cái gì để tính liều insulin cả, để việc quyết định insulin. Mà nếu như bạn muốn điều trị insulin thì theo ý kiến cô, cái lựa chọn hợp lý cho những bệnh nhân trên 70 tuổi này, đấy là insulin nền, tức là chúng ta chỉ dùng một mũi thôi. Ngay cả đồng vận của SGLT1 không có chỉ định, hoặc SGLT2 nhá, thì chúng ta không có nên, cũng không phải là, cũng tùy theo đối tượng dùng, mà nhất là bệnh nhân lớn tuổi rồi, thì chúng ta có thể dùng cho bệnh nhân những cái gì đơn giản nhất, SU metformin cộng với một mũi insulin nền. Bạn hiểu cô nói không nhỉ? Các bạn đừng định lượng cái gì cả nhá. Không cần không cần insulin gì. Không nhất thiết. Mà bạn sẽ dựa theo cái thời gian bị bệnh của người bệnh. Dựa theo kỹ năng của người ta có đạt yêu cầu hay không. Dựa theo mức HB1C, dựa theo đường máu. Bạn chỉ cần hỗ trợ một chút insulin nền. Liều rất thấp thôi, từ 6, tùy theo cân nặng. Tính theo từ 0,1 đến 0,2 đơn vị 1 kg cân nặng. Là bệnh nhân có thể kiểm soát được đường máu rồi. Bạn hiểu mình nói không? Dạ vâng ạ. Nhá. Vâng, em cảm ơn cô. Vâng ạ. Cô ơi, cô cho em hỏi một chút ạ. Em muốn hỏi là nếu như mà em kiểm soát đường máu ngoại trú, tức là kê đơn ngoại trú về cho bệnh nhân, mà cái thuốc viên mà em đã dùng Diamicrone 60mg nhân 2 viên trên một ngày, Metformin 850 nhân 2 viên trên một ngày, gần như là những cái thuốc đấy bọn em đẩy lên gần liều tối đa rồi, mà đường máu của bệnh nhân vẫn dao động khoảng 12 đến 15 lúc đói ạ, thì em HB1C là của bệnh nhân là 9.6 ạ. Thì em muốn hỏi là em muốn rất muốn đổi sang insulin cho bệnh nhân, nhưng mà tại không biết là lên gửi đi viện để người ta dò liều insulin hay là mình khởi đầu liều không insulin. Không cần, em làm luôn. Vâng ạ, thì em bắt đầu lên trên này các cô quá tải. Vâng ạ. Insulin nên em cho vào. Em có insulin gì? Ở trung tâm bọn em thì chỉ có insulin Gonsulin hoặc là Flexen, tức là insulin Mictac thôi ạ. Chứ còn không có insulin là này. Mictac thì đầu tiên là chúng ta không dùng Mictac ngay nhá. Bây giờ em đầu tiên em cho cô insulin nền. Insulin nền, ví dụ Gonsulin của em là loại tác dụng kéo dài. N đúng không? Giống như Insulata thì em tiêm 21 giờ trước khi đi ngủ, thì em có thể tính theo cân nặng 0,1 đơn vị đến 0,2 đơn vị 1 kg cân nặng. Hiểu không? Vâng ạ. Vâng ạ. Thông thường em có thể bắt đầu luôn cho bệnh nhân từ 8 đến 10 đơn vị, tiêm lúc 21-22 giờ. Và giữ thuốc viên ban ngày vẫn giữ nguyên. Hiểu cô nói chưa? Đừng máu dạ, xuống. Dạ em hiểu rồi ạ. Nên trừ khi insulin này tăng đến liều tối đa, tức là 0,5 đơn vị 1kg cân nặng rồi, bệnh nhân không điều chỉnh đường máu. Lúc này em đang có insulin mixta thì em có thể chuyển cho bệnh nhân sang 2 mũi mix. Không thì chuyển lên đây. Vâng. Nhá. Nắm được chưa? Vâng. Cô tuy em nhiên phải vâng, dẫn em muốn dẫn hỏi. Tích Vâng ạ. Ôi, em muốn hỏi nếu như mà bọn em không có insulin nền, tại vì cái insulin của bọn em thực ra nó vẫn là cái insulin Mictac đấy ạ, 30-70 đấy ạ. À 30-70 thì em không được dùng, nếu không có insulin nền thì em không dùng cái ý, mà em vẫn phải, nếu không có thì em phải chuyển cho bệnh nhân sang 2 mũi tiêm insulin. Metformin em giữ nguyên và em phải bỏ Diamicrone đi. Hiểu cô nói không? Vâng ạ. Ví dụ như bệnh nhân của em là 50 cân thì em sẽ tính theo cân ạ. Cho bệnh nhân, em sẽ bắt đầu cho bệnh nhân khoảng từ 0,4 đến 0,5 đơn vị 1kg cân nặng, cô cứ cho là 0,5 đi. Vâng ạ. Đúng nào, vì HB1C khá cao nhá. Thì vâng này chúng ta sẽ tính là bắt đầu từ khoảng là 20 cho đến là gì? 25 đơn 25. Vị. Vâng đúng ạ. Nào, 25 đơn vị thì em sẽ tiêm 16, 2/3 là buổi sáng và 1/3 buổi chiều. Vâng ạ. Nhá. Em sẽ vâng tiêm ạ. Là 16 đơn vị buổi sáng và 10 đơn vị buổi chiều trước vâng bữa ăn. Vâng ạ. Metformin em giữ nguyên liều. Vâng ạ. Cái gì phải chuyển lên trên này. Vâng ạ. Nắm được vâng. chưa? Rồi ạ. Cô ơi, okay. em muốn hỏi thêm một câu nữa ạ. À, bệnh nhân điều trị ngoại trú của bọn em thì có bệnh nhân có cái triglycerid là 25 ạ. Còn cái cholesterol của bệnh nhân là xấp xỉ 10 ạ. Thì bọn nam em... Nam hay nữ? Bệnh nhân nam ạ. Không có tiền sử hút thuốc hay uống rượu, tức là bệnh nhân có khởi phát một cái đang mỡ máu đơn độc thôi ạ, tức là độc một mình người mới dối loạn chuyển hóa lipid đấy thôi. Thì bây giờ bọn em nhà bệnh nhân thể trạng trung bình ạ, BMI khoảng 22 hơn 22 một chút ạ,
Thì em muốn hỏi cô là em rất muốn là kiểm soát cả felofibrat cho bệnh nhân và nhóm statin, nhưng mà em lại đọc được trong cái hướng dẫn là nếu như mà mình phối hợp cả hai nhóm này với nhau thì sẽ tăng nguy cơ viêm tụy cho bệnh nhân. Thì thực tế lâm sàng thì bọn em nên làm như nào ạ? Luôn cái triglyceride quá cao này thì việc đầu tiên là em phải sử dụng phenofibrat. Vâng ạ. Lập tức. Còn statin lúc này chỉ sử dụng khi nào, khi mà trong khi phối hợp mà trên những bệnh nhân mà có cái rối loạn lipid máu dạng phối hợp. Em hiểu cô nói không? Vâng ạ. Tăng cả LDL-C của em ở đây, tăng triglyceride, và cái tăng cái triglyceride này nó là cái nguyên nhân chính dẫn đến cho bệnh nhân có thể viêm tụy nhá, do tăng triglyceride. Vâng. Việc đầu tiên là em phải chế độ ăn thì phải ngoài cái vấn đề rượu bia thì bệnh nhân phải hạn chế bớt tinh bột đi. Còn trừ vâng những ạ. Trường hợp mà chúng ta không thể dùng lipantin không thể xuống được thì người vâng. ta có thể lựa chọn dùng cái insulin nhá. Vâng liều ạ. Thấp chúng ta xem xét thêm tùy theo cái hoàn cảnh của bệnh nhân. Nắm được chưa? Vâng ạ. Không phối hợp với statin. Vâng ạ, vâng ạ. Em cảm ơn cô ạ. Vâng ạ. Các bạn có hỏi gì nữa không? Dạ em thưa cô, em muốn hỏi một câu ạ. Ừ. Dạ em thưa cô là với bệnh nhân mà mức lọc cầu thận dưới 50 thì cái chế độ dùng thuốc viên có giữ nguyên như vậy không ạ? À thì theo cái mức lọc cầu thận, nếu như ở đây em nhìn thấy là khởi đầu đầu tiên mà nếu em dùng metformin nhá thì chống chỉ định. Dạ. Nếu em khởi trị metformin thì chống chỉ định là dưới 45, mức lọc cầu thận dưới 45 chúng ta không được dùng. Dạ. Nhưng chống chỉ định khi đang dùng metformin rồi mà mức lọc cầu thận đang từ 60 xuống 50 hoặc thậm chí thấp hơn thì bắt buộc chúng ta giảm liều đi. Hiểu dạ. cô nói không? Dạ. Thế còn các dòng thuốc khác nhá, ví dụ như dạ. là Zanumet thì trong đó có ra oxitagliptin thì chúng ta sẽ giảm liều theo mức lọc cầu thận. Hiểu không? Dạ vâng ạ. Nhá. Ừ. Vâng, vâng, em cảm ơn cô ạ. Có hỏi gì nữa không? Em thưa cô cho em hỏi ạ. Với bệnh nhân đái tháo đường mà có suy thận, mức lọc cầu thận khoảng dưới 60, 45 đến 60 và không có albumin niệu thì mình có chẩn đoán là biến chứng thận không ạ? Bây giờ bạn phải xem cái mức lọc cầu thận ấy giảm nguyên nhân do gì? Có bệnh lý gì phối hợp hay không? Có tăng huyết áp tiểu đường. Tăng huyết áp tiểu đường ạ. Tăng huyết áp, có tiểu đường, còn bệnh lý gì không? Dạ không ạ. Nhá. Bởi vì một cái tiêu chí của bệnh cầu thận là em phải có albumin niệu. Em phải xem bệnh nhân này suy thận có thể do lý do chẳng hạn như sỏi thận. Nam giới thì có thể là sỏi urat hoặc là bệnh nhân có thể có tăng acid uric kéo dài, bệnh nhân cũng có thể như vậy. Hiểu không? Hay bệnh nhân dùng thuốc nam, thuốc bắc. Nắm được chưa? Vâng ạ. Bệnh nhân lớn tuổi. Vì em thấy đọc tài liệu thì có 20% bệnh nhân có bệnh có tiểu đường và có bệnh thận mạn nhưng mà không có albumin niệu ạ. Thì mình phải loại trừ cái ý thì vâng. Cái ý thì mình phải follow, mình phải theo dõi nhá, và xem em phải xem kiểm tra đáy mắt bệnh nhân có tổn thương không. Vâng ạ. Nắm được chưa? Okay. Vâng, vâng. Hỏi gì nữa không? Hết rồi đúng không? Không ai hỏi gì nhá. Chào tạm biệt nhau nhá. Chào các bạn.